Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kia ora. Kia ora. Our nation is in the Bible. Nước của chúng tôi có nói đến ở trong Kinh Thánh. It is the uttermost part city and nation from Jerusalem. Nó là nơi tận cùng của thế giới so với lại thành Jerusalem. And the Psalms speak of us. Và Thi Thiên cũng nói về chúng tôi. It says from the rising of the sun. Là từ cái lúc mặt trời mọc. To the going down of the same. Cho đến khi mặt trời lặn. The name of the Lord will be praised. Danh của Chúa sẽ được tôn cao. So we are the first nation from the rising of the sun to praise the name of the Lord. Và chúng tôi bắt đầu trước, bởi vì chúng tôi là đất nước đầu tiên thấy mặt trời mọc, cho nên chúng tôi đã bắt đầu ngợi khen Chúa trước anh chị em. Our first church services took place and finished now. Và hội thánh của chúng tôi đã xong sự thờ phượng trong ngày Chủ nhật rồi. So I've come back to the future. Thì thật là đúng, tôi là người từ tương lai trở lại đây. It's such an honor to be here tonight. Thật là một đặc ân cho chúng tôi để có mặt tại đây một lần nữa. This is my dear brother, fire brother. Với người anh em của tôi đầy lửa. This family and this family of God. Và gia đình của ông cũng như là gia đình của Chúa ở tại đây. Greetings again from New Zealand from my wife Jess. Một lần nữa xin gửi lời chào thăm đến anh chị em từ nơi nhà của tôi, bà Jess. And from our churches. Và hội thánh của chúng tôi, các hội thánh của chúng tôi. I want to go straight into the message. Tôi muốn đi thẳng vào sứ điệp ngày hôm nay. I'm going to share a little bit of my testimony. Tôi chia sẻ một ít về lời làm chứng cá nhân của chúng tôi. Because it's relative to this outpouring. Bởi vì nó liên hệ rất là chặt chẽ với cái sự tuôn đổ của Chúa cho chúng ta tại đây. 47 years ago, my best friend was a pimp and a pusher. A pimp and a pusher. Okay. Một người bạn thân của chúng tôi 47 năm về trước là một cái người giống như là du côn đó, và cũng là cái người buôn bán những cái đồ cấm. He sold heavy drugs and he had prostitute work for him. Anh ta là người bán ma túy và cũng là một người ma cô điều khiển những gái điếm. He came from Thessalonica. Đến từ thành phố Thessalonica. He was my best friend. Là một người bạn thân của chúng tôi lúc đó. I didn't know Jesus. Lúc bây giờ tôi chưa biết Chúa Giêsu. I was in Australia training to be a professional fighter. Mà lúc bây giờ thì tôi có mặt ở tại nước Úc để được huấn luyện làm một võ sĩ. One day I saw my friend go crazy. Một ngày kia thì tôi thấy bạn của tôi mất trí rồi. He started frothing at the mouth. Và anh bắt đầu sùi bọt mép. And tried to kill his prostitute. Và muốn cố đang chuẩn bị để giết cái người gái điếm này. I had to pull him off her. Thì tôi phải kéo anh ra và can anh cho công việc này. And in my mind I thought my friend is lost. Ở trong tâm trí của tôi nghĩ rằng cái người bạn này, tôi đã mất cái người bạn này rồi. But I was just as lost. Nhưng mà ngay lúc đó thì tôi cũng thật sự là lạc mất, cũng giống như anh thôi. I was taking drugs a lot. Lúc bây giờ tôi sử dụng ma túy rất nhiều. When I was born with a heart murmur. Khi tôi sanh ra thì tôi sanh với một cái trái tim nhịp đập không có đều. I'm now 20 years of age. Lúc bây giờ thì tôi 20 tuổi. In Sydney, Australia. Ở tại thành phố Sydney của nước Úc. Taking drugs. Đang chơi ma túy. When I took this drug, khi tôi chơi cái loại ma túy này, my heart started beating. Thì tim của tôi bắt đầu đập rất là mạnh. Out of control. Không kiểm soát được nữa. I fell off my seat. Tôi ngã ra từ ghế mình đang ngồi. I crawled out to the grass. Tôi bò ra ngoài cỏ. And I put my face on the ground. Tôi úp mặt xuống cỏ. I was paralyzed. Lúc bây giờ tôi đã liệt hết phân nửa người rồi. And my stomach kept convulsing. Và trong bụng của tôi thì cứ nôn ra. And I vomit. Và tôi nôn mửa rất là nhiều. And I can't move my face. Nhưng mà tôi lại không di chuyển được cái mặt của mình. So I'm vomiting around my face. Cho nên tôi mửa ra và cái chất mửa đó nó đang làm cho tôi ngộp. And I can only breathe through one nostril. Tôi chỉ còn thở được qua một cái lỗ mũi thôi. And I know I'm going to drown in my own vomit. Tôi biết rằng tôi sắp sửa bị chết ngộp bởi cái chất mửa của tôi. Go back to my friend. Trở lại với cái người bạn của tôi mà who went crazy. Là cái người mà chúng ta thấy dường như là đã mất trí rồi đó. One day I went to his house. Một ngày kia tôi đến nhà của anh. And he had a big smile on his face. Thì anh lại có một cái nụ cười rất là đặc biệt
rất là tươi trong ngày hôm đó. And his wife and his prostitute, big rồi, smile. Rồi vợ của anh cũng như là cái người gái mại dâm đứng bên cạnh đó, cả ba đều là cười một cách rất là rạng rỡ. I said, what drug are you on? Tôi hỏi bữa nay các bạn chơi ma túy loại nào mà ghê như vậy? They said, we have found Jesus. Anh nói rằng chúng tôi đã gặp được Chúa Giêsu. I cannot believe it. Lúc bây giờ tôi tin không nổi. I think you're really crazy now. Tôi nói rằng tôi bay thiệt là điên rồi. But I saw the change in his life. Nhưng mà tôi thấy cái sự thay đổi trong đời sống của anh ta. He's a different man. Anh là một người khác hoàn toàn. He said, I'm not going back to that life. It nearly killed me. Anh nói rằng tôi không trở lại với cái lối sống mà nó suýt một chút đã giết tôi. I said, Jesus is not real. Tôi nói rằng, oh, Chúa Giêsu thì không có thật đâu. He is like Father Christmas and Easter Bunny. Nó là giống như là cái ông ở trong ngày thuộc về ngày Giáng sinh, cũng như là ở trong lúc mà người ta sinh hoạt với những con thỏ ở trong ngày phục sinh. But he said, he's real to me. He's changed my life. Nhưng người bạn tôi làm chứng một cái xác quyết rằng Ngài rất thật ở trong cuộc đời của tôi và Ngài đã thay đổi cuộc đời của tôi. And he said to me, Norm, in your darkest hour, call on the name of the Lord. Thì người bạn này đã cho tôi một cái lời khuyên đó rằng, Norm ơi, cái giây phút đen tối nhất trong cuộc đời của bạn, nhớ kêu đến danh của Ngài. I didn't know the Lord. Lúc bây giờ tôi chưa biết Chúa. Fast forward, I'm lying on my face vomiting. Giờ trở lại với cái cảnh tôi đang úp mặt ở trên cái đống mửa của tôi. I'm about to drown in my own vomit. Tôi sắp sửa bị ngộp với những cái chất nhầm. Next to my head, I could feel somebody standing there. Nhưng mà bên cạnh cái đầu của tôi trong lúc đó, tôi cảm nhận có một nhân vật đang đứng bên cạnh đó. I could not talk, but in my mind I was thinking, turn my head. Tôi không thể nói được, nhưng mà trong tâm trí của tôi nói rằng xin làm ơn đỡ cái mặt của tôi qua một bên. And whoever this person was just laughed at me and said, I have got you now. Thì cái nhân vật đó thì tôi không biết là ai trong lúc đó, nhưng mà nhạo cười tôi và nói rằng ta đã bắt được mày rồi. It felt like a most evil person. Và nó như là một cái nhân vật rất là ác ở trong lúc đó. I thought maybe this is a demon. Tôi nghĩ rằng chắc là một cái người là một con quỷ. And when I die, he will drag my soul to hell. Và nếu khi tôi chết thì chắc là sẽ lôi linh hồn của tôi vào quả ngục. Because I knew if there's a heaven and a hell, my life will take me to hell. Cho nên nếu giữa thiên đàng và quả ngục thì tôi biết chắc một điều lúc đó, nếu mà kéo tôi thì chỉ kéo xuống quả ngục thôi. And then my best friend's words came into my ear. Lúc bây giờ cái lời của người bạn thân của tôi đó bắt đầu tôi nghe vang vẳng trong tai của mình. In your darkest hour, call on the name of the Lord. Trong cái giây phút đen tối nhất của cuộc đời của Norm, hãy gọi đến danh của Chúa. I couldn't talk. Lúc bây giờ tôi không thể nói thành lời. I never prayed in my life. Lúc bây giờ tôi chưa bao giờ cầu nguyện. But I just thought. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ đến cái lời cầu nguyện. Three words. Ba chữ. Help me, Jesus. Xin Chúa giúp con. Help me, Jesus. Giúp con, Chúa Giêsu. I just think this thought. Tôi chỉ suy nghĩ lời cầu nguyện kêu cứu đó thôi. If he is real, nếu Ngài là thật, maybe he will help me. Thì có thể lắm là Ngài sẽ giúp đỡ cho tôi lúc đó. And immediately peace came into my stomach. Thì lập tức cái sự bình an tràn vào trong cái bụng của tôi. I was no longer convulsing nor vomiting. Bụng tôi không còn nhào lộn và mửa ra nữa. So the vomit didn't come up to my nostril. Đó là lý do mà chất mửa nó không tràn lên và làm cho tôi ngợp, bởi vì nó chưa đến lỗ mũi của tôi. And then the paralysis wore off my body. Rồi thì cái phần mà nó liệt nửa bên người của tôi đó, nó liệt up. Tôi có thể ngồi dậy. I met the devil and Jesus on the same night. Tôi gặp ma quỷ, quỷ dữ và Đức Chúa Giêsu trong một đêm. And since then, và kể từ ngày đó, he has blessed me with a wife, a family. Ngài đã ban phước cho tôi có một người vợ và một gia đình. He's freed me from drugs and addictions and violence. Ngài giải phóng tôi khỏi ma túy cũng như là đời sống bạo động. Delivered me from pornography and sexual sins. Giải phóng tôi khỏi tranh ảnh lọa thể cũng như là những tội lỗi liên hệ đến tình dục. I was a prisoner. Lúc bây giờ thì tôi đã từng là một kẻ tù. He healed the broken heart. Ngài chữa lành cái tâm hồn, cái con tim đã tan nát của tôi. The years of pain I carried in my heart. Những năm tháng của sự đau đớn mà tôi đã mang ở trong trái tim của mình. That triggered depression or anger or addiction. Và bất cứ lúc nào nó cũng thể nổi dậy để gây cho trầm cảm cũng như là gây đau đớn cho tôi. I'm not sharing this to say look how great I am. Tôi chia sẻ điều này để nói với chị em rằng nhìn xem, how great, bây giờ là vĩ đại như thế nào.
Nhưng mà tôi chia sẻ how great is Jesus. Bởi vì đó là công việc của Ngài. I was a bad person, but He reached down and pulled me up. Tôi là một cái người rất là tội lỗi, rất là xấu xa, nhưng mà Chúa Ngài đã cúi xuống, nắm tay tôi và kéo tôi lên. I don't deserve any of this. Tôi không xứng đáng chút nào cho những điều này. But He reached down. Nhưng mà Ngài đã giới xuống. Since then, kể từ ngày đó, I followed Jesus for 45 years, 44 years. Đã bước theo Chúa trong 44 năm qua. And He has used me. Và Ngài đã sử dụng tôi to help heal many people. Để giúp đỡ và đem sự chữa lành thể xác cho broken hearts, broken lives. Cũng như là những cái trái tim đổ vỡ, cũng như là những gia đình đổ vỡ. We started a church in 1991. Chúng tôi đã thành lập hội thánh năm 1991. And it grew from nothing to 500 in 4 years. Và từ con số 0, chúng tôi đã tăng trưởng lên đến trên 500 người trong vòng 4 năm. Many gang members turned to Jesus. Rất là nhiều những người thuộc về các băng đảng đã giao đời sống của mình cho Chúa, gặp Chúa. So I want to show one video clip. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đoạn video trong giờ này. Because the television station in New Zealand came and made a documentary about what our church was doing. Bởi vì một đài truyền hình ở tại New Zealand đã đến nơi và đã ghi nhận những cái bức ảnh để làm một cuốn phim tài liệu. It's number one video. Thank you. The director is Brett Kamel, research by Dominic Andre. Way of life. 19 years of my life means everything to me. If you could change your appearance, would you? No. Then I'd become one of you. And I saw lots and lots of wakas, war canoes. And as I was hovering over the canoes looking down, the Lord said that the canoes are to be filled. And that when I was to come to Gisborne, that he was going to raise up warriors by his spirit out of the earth. Norm MacLeod, a former Oamaru freezing worker turned pastor, came to Gisborne in 1990 with a dream that became a vision. The work of the Gisborne Elam Church among former members of the mongrel mob has become something of a phenomenon. Well, I've been out being with the Lord for 4 months. I should have done it 40 years ago. Well, I was gaining nothing out of it, and I saw a lot of hurt. You're making some progress now. The reason the man put his head down was sad because his broken heart had not yet been healed. He's since been healed. Chúng ta thấy người này cúi mặt xuống bởi vì tấm lòng của anh lúc bây giờ chưa được hàn gắn, chưa được giải quyết, được rực lành. Nhưng mà kể từ đó thì anh đã được Chúa nhận rực lành tấm lòng của anh. So I come from that background. Anh chị em, tôi đến từ một cái quá khứ như vậy. I was about to die. Tôi sắp chết. But by amazing grace, nhưng mà bởi ân điển diệu kỳ, He rescued me. Ngài đã cứu tôi. God is opening the heaven in this place. Anh chị em, Chúa Ngài đang mở trời ra trên hội thánh này. So people like I used to be, cho nên những người mà giống như tôi ở trong quá khứ, the heaven would open over them too. Thì trời sẽ mở ra trên cuộc đời của họ nữa. And it's your job. Và công việc của anh chị and em. My job. Quà của tôi to help take an open heaven to our community. Để đem cái bầu trời mở ra trên cuộc đời của chúng ta đó, đi và chúng ta chia sẻ điều này với cộng đồng của chúng ta. Do you know how many people die in the world each day? Anh chị em có biết ở trên thế giới của chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu người chết không? Every 24 hours 160,000 people die. Mỗi giờ thì chúng ta thấy có 160,000 người chết. A million people every week die. 1 triệu người mỗi tuần qua đời. Where do they go? Họ đi về đâu sau khi họ chết? Where do their souls go? Linh hồn của họ đi về đâu? I think only a few go to heaven. Tôi tin rằng chỉ có một số ít được lên thiên đàng. Because Jesus said, "Wide is the way that leads to destruction, and many walk that way." Bởi vì Chúa Giêsu Ngài nói rằng đường rộng và khoáng khoát dẫn đến sự chết và rất là nhiều người đi trên con đường đó. But the road to life is narrow and only a few find it. Nhưng mà con đường dẫn lên thiên đàng là một con đường hẹp và ít người chọn đi vào con đường đó. I was on the road to destruction. Tôi đã ở trên con đường đi đến sự hủy diệt. But the prayers of my friend. Nhưng mà lời cầu nguyện của người bạn của tôi. The words of my friend.
Và lời của người bạn của tôi opened heaven over me. Đã mở cái bầu trời ra trên đầu của in tôi. My darkest hour. Ở trong cái giây phút đen tối nhất của tôi. Do you have friends that don't know Jesus? Anh chị em có những người bạn chưa biết Chúa không? Do you have friends that are lost? Anh chị em có những người bạn còn lạc mất không? Do they know they can call on Jesus? Họ có biết rằng họ có thể gọi đến danh Đức Chúa Jesus trong giờ đen tối của họ? The Bible says whoever calls on the name of the Lord will be delivered. Lời của Chúa nói với chúng ta rằng ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. I call on the name of the Lord, I got delivered. Tôi đã kêu cầu danh Chúa và tôi được giải cứu ngay tức khắc. Do your family members know to call on the name of the Lord? Những người thân thương trong gia đình của chúng ta có biết để gọi đến danh Chúa? Do your friends know how to call on the? Những người bạn thân của chúng ta có biết để gọi đến danh Chúa không? They will never call on His name unless you tell them. Họ sẽ không biết để gọi đến danh của Chúa trừ trường hợp chúng ta bảo và dạy cho họ biết. And this is why God opens the heaven so we can be an open heaven. Đó lý do Chúa đang mở trời của Ngài ra và cổng trời đang mở trên cuộc đời của chúng ta vào Hội Thánh Tây để chúng ta làm công việc đó. So one person dies every second in the world. Anh chị em, cứ mỗi một giây thì có một người trên thế giới này qua đời. In one minute, 60 people have died. Trong một phút thì có 60 người chết. I looked on Uncle Google for Texas death statistics. Tôi xem ở trên Google về cái số thống kê của những người chết ở tại tiểu bang Texas của chúng ta. It only gave me 2020 results. Nó chỉ cho tôi cái kết quả của năm 2023. But it says over 30 million and 500,000 people die every year in the state of Texas. Anh xem ở đây cho chúng ta biết rằng trên 30 triệu người chết mà ở trong tiểu bang của chúng ta. In 2020, over 250,000 people died in one year. Anh chị em, ở trong chỉ năm 2020 thôi, thì chúng ta có 1/4, 1 triệu, tức là 250,000 người chết ở tại đây. In your state of Texas, 20,000 people die every month. Anh chị em, tại tiểu bang của chúng ta tại đây mà thôi, thì trung bình là có 20,000 người qua đời trong một tháng. 5,000 people are dying every week in your state. Như vậy trung bình là 5,000 người chết ở trong tiểu bang của chúng ta trong một tuần. Today, hôm nay, over 714 people died in the state of Texas. Hơn 700 người vừa mới chết ở trong thành phố của chúng ta, ở trong tiểu bang của chúng ta. In the next hour, 29 people will die in the state of Texas. Anh chị em, trong giây phút kế tiếp thì có 29 người sẽ qua đời trong tiểu bang của chúng ta theo như tỷ lệ thống kê. I'm just bringing into context the reason why we're gathering here. Anh chị em, tôi muốn đưa những cái con số này để anh chị em có thể nối kết được cái lý do tại sao Chúa ngày mang chúng ta đến đây. It's not just where we have a good time in church. Không phải đây chúng ta có một thời giờ tốt đẹp ở trong nhà thờ. God wants to open the heavens over Houston. Chúa ngày đang mở trời ra trên Houston, VVC Houston. So could I have 29 people to stand up here, please? Just come on down. Just. Chúng tôi có 29 người tình nguyện để làm cái thí dụ minh họa này. Just anyone, come on down. Just come on down. And you just have to stand there. You don't have to sing. You don't have to dance. Anh chị em đến đây, anh chị em không cần phải làm gì hết, chỉ đứng để làm thí dụ minh họa này thôi. Come on down. Come on down. Xin tiến lên. Let's see what 29 people look like. Anh chị em để thấy 29 người thì okay. Ra sao? Okay. We'll stop right there. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, we need 22, 23, 24, 25, we need some more, 22, we've only got 22, we want to get up to 29, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, where's 28, one more person, 28, and 29, one more person. Ai là người thứ 29? One more person? Một người. One more. You got it. This is how many people die every hour in your state. Jim, chừng này người mỗi giờ đồng hồ trung bình qua đời ở trong tiểu bang của chúng ta. I don't know why you're laughing. Tôi biết tại sao anh chị em cười. Because their souls, if they don't know Jesus, nhưng mà chúng ta nhớ cái điều này. Go to hell. Của họ. Go nếu to hell. Họ không biết Chúa sẽ đi thẳng xuống. Because they haven't called on the name of the Lord. Họ chỉ có thể lên thiên đàng khi họ kêu cầu danh của Chúa. And it's our job, cái công việc của chúng ta, to let them know they can call on the name of the Lord. Để báo cho họ biết, để chỉ cho họ rằng họ có thể kêu cầu danh it's Chúa. It's my job. Đó cũng là công việc của tôi. That as many people as possible,
để càng nhiều người càng tốt. We'll call on the name of the Lord. Sẽ kêu cầu danh của Chúa. That's why I'm here. Đó lý do tại sao tôi I'm an open heaven. Tôi là người đã kinh nghiệm trời mở ra. No Jesus. À, chúng ta thấy rằng không có Chúa Giêsu. This many people die. Thì chừng này người con số trước mặt chúng ta. In your state of Texas, in the state of Texas, của chúng ta, tiểu bang Texas của chúng ta trong một giờ đồng hồ. Every hour. Trong một giờ đồng hồ. Some don't know they're going to die. Có nhiều người thì họ không biết là họ sẽ qua đời trong ngày hôm nay. Some are dying of sickness. Có người sẽ qua đời vì bệnh tật. Some will die in an accident. Có người thì sẽ qua đời vì tai nạn xe. But look beyond this physical realm. Nhưng mà anh chị em, chúng ta nhìn xa hơn những gì của thế giới vật thể của chúng ta. When the spirit comes out of their body, khi cái phần linh của họ rời khỏi, linh hồn của họ ra khỏi thân thể của họ, it is going to pass into the next world. Thì họ sẽ đi vào thế giới bên kia. Will there be heaven? Hoặc là lên thiên đàng. When the thief was about to die next to Jesus on the cross, chúng ta còn nhớ khi tên trộm ở bên cạnh thập tự giá của Chúa. He called on the name of the Lord. Ông này đã kêu đến danh của Chúa Giêsu. And Jesus said, "Today you will be with me in paradise." Và Chúa Giêsu đã đáp lời cầu xin của người tên trộm này. Hôm nay con sẽ được ở với ta nơi paradise. The other thief did not call on the name of the Lord. Còn tên trộm bên kia thì không kêu cầu danh của Chúa. So he did not go to paradise. Cho nên tên đó không được lên thiên đàng, lên đến paradise. Some people don't want Jesus. Có những người không muốn có Chúa Giêsu trong cuộc đời. When they die, they will not go to paradise. Thì khi họ qua đời, họ sẽ không được lên paradise. But some people who don't know Jesus. Nhưng mà có một số người vì không biết Chúa Giêsu. They are not wicked people. Họ không phải là người xấu. They just don't know Jesus. Họ chỉ là những người chưa biết Chúa Giêsu. And it is the church's job. Và đó là công việc của hội thánh. It is our job. Cái trách nhiệm của chúng ta. To make sure everybody knows. Đó là đảm bảo rằng tất cả mọi người đều biết. Để họ có cơ hội kêu cầu danh của Chúa. My friend Tony. Người bạn của tôi, anh Tony. He taught, showed me how to call on the name of the Lord. Thì anh đã chỉ cho tôi biết cách nào để có thể kêu cầu danh Chúa. Otherwise, I'll not be here today. Nếu không thì tôi không có mặt ở đây ngày hôm nay với anh chị. I will be in hell. Tôi đã ở trong quả ngục rồi. I will not be in paradise. Tôi không được ở trong paradise với Chúa đâu. And now Jesus has used me to bring many, many thousands to the into the paradise kingdom. Và bây giờ thì Chúa Giêsu đã sử dụng tôi để đem biết bao nhiêu ngàn người được vào thiên đàng với Chúa. Praise God. Ngợi khen Chúa. You take a seat. Thank you very much. Chúng mình trở lại chỗ ngồi. Thank you, Brian. Thank you very much. And so, what shall we do about this? Anh chị em, chúng ta làm gì với lẽ thật này? What are you and I meant to do to change things? Anh chị em, Chúa đã định chúng ta phải làm gì để thay đổi tình hình này? Who has heard of the office of the apostle? Có ai biết được cái chức vụ của một sứ đồ? The prophet, the evangelist. Người tiên tri, những người giảng tin lành. The pastor, the teacher. Mục sư và giáo sư. Yep. They are well-known offices or functions. Họ là những chức vụ rất là nổi tiếng. And most believers look at the pastor or the apostle or the prophet and say, you do all the work. Và đa số những tín nhân ở trong hội thánh thì cứ nhìn vào mục sư, nhìn các sứ đồ, những người tiên tri và họ nhường công việc cho những người đó. You heal the sick, you preach the gospel, you cast out the demons, pastor, we all clap for you. Mục sư ơi, mục sư đi chữa lành những người đau ốm, mục sư đuổi quỷ và chúng tôi vỗ tay để khen mục sư. But do you know that there is another office? Có một cái chức vụ. It is the most underdeveloped and undervalued office in the body of Christ in the Western world. Cái chức vụ chưa được gây dựng cũng như là không được sử dụng, một cái rất là thiếu thốn ở trong thân thể của Chúa trên đất này. Do you want to know what that office is? Anh chị em có muốn biết cái chức vụ đó là gì không? Anyone tonight? Có ai buổi tối hôm nay muốn biết cái chức vụ đó? I can't see only three or four or five. Tôi chỉ thấy một vài người. I see that anyone else? Có ai khác nữa không? That is called the office of the believer. Đó là cái chức vụ của kẻ tin. The office of the believer. Cái chức vụ của người tin. Are you a believer in Jesus Christ? Anh chị em có phải là những người tin? Put your hand up if you're a believer. Xin đưa tay lên nếu anh chị em là người tin Chúa. Put your hand up. Giữ tay của mình đưa cao lên. I'm talking about you. Tôi muốn nói về chức vụ của anh chị em. Jesus is talking about you. Chúa Giêsu nói đến anh chị em. You have an office, you have a ministry, you have a function. Anh chị em có một cái chức vụ, anh chị em có một cái mục vụ, anh chị em có một cái trách nhiệm. Not just pastor.
Không phải chỉ riêng các mục sư. But every believer, nhưng mà tất cả những người tin, you have a supernatural office to bring change into your community. Bạn có một cái chức vụ và cái khả năng siêu nhiên từ nơi Chúa để có thể thay đổi cộng đồng của mình. And I'm not here to lift my ministry up. I'm here to help lift your ministry up. Anh chị em, tôi không có mặt tại đây để tôn cao cái chức vụ của tôi, nhưng mà tôi đến đây để nâng đỡ chức vụ của các anh chị em. And it's a strategy. Và đây là một cái chiến thuật. First, I must help you understand you have an office. Thứ nhất, tôi muốn giúp cho anh chị em hiểu rằng mỗi người trong chúng ta có cái chức vụ của kẻ tin. Second, I hope that the Holy Spirit will inspire you to step into your office. Và tôi giúp đỡ để anh chị em được Đức Thánh Linh ngày khích lệ, động viên anh chị em để anh chị em bước vào ở trong cái chức vụ của mình. In many churches, people like to know about the truth, but they don't walk in the truth. Anh chị em, trong nhiều hội thánh, người ta muốn biết về chân lý của Chúa, lẽ thật của Chúa, nhưng mà không chịu bước đi trong lẽ thật của Chúa. They understand the office of the believer, but they don't operate in the office of the believer. Họ có một số hiểu được cái chức vụ của kẻ tin, nhưng họ không hành động và sống như một người tin. They are talkers, not walkers. Họ là những người nói mà không có làm. Because no one's taught them. Bởi vì không ai chỉ dạy cho họ. The office of the believer. Có một cái chức vụ của kẻ tin. For many years, trong nhiều năm, before I'm a pastor, trước khi tôi là mục sư, I am walking in the office of the believer. Tôi đã bước đi trong cái chức vụ của kẻ tin. I lead many people to Jesus. Tôi đã giúp đỡ cho nhiều người đến với Chúa. See many demons cast out. Và thấy nhiều quỷ đã bị đuổi ra khỏi những con người. See miracles happen. Chúng tôi thấy nhiều phép lạ. But I would pray blind people, deaf people get healed. Khi tôi cầu nguyện cho họ thì người mù được thấy và người điếc được nghe. I'm not pastor. Lúc bây giờ tôi chưa là mục sư. I am just believer. Tôi chỉ là một kẻ tin. When I become pastor, và khi tôi làm mục sư, people think that I will do that. Thì người ta nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục làm công việc đó. I said I am doing that before I am pastor. Nhưng mà lúc bây giờ thì tôi nói rằng tôi đã làm điều đó trước khi tôi là mục sư. You do not have to be a pastor to work in the office of the believer. Anh chị em không cần phải là mục sư mới có thể bước đi ở trong cái chức vụ của kẻ tin. So let me give you some scriptures. Nên tôi chia sẻ với anh chị em một số câu kinh thánh. John chapter 14 verse 12. Giăng chương 14 câu số 12. Jesus is speaking to the apostles and he says these words, truly truly I say unto you. Đức Chúa Jesus nói với các môn đồ của Ngài, quả thật ta nói cùng các ngươi. So who is Jesus speaking to? Anh chị em, Chúa Jesus nói chuyện với ai? Truly truly I say unto you. He's speaking to the apostles. Các con giúp chiếu câu kinh thánh lên dùm mục sư. You track with me? Chúa Ngài không nói với các sứ đồ. Come on, let's do some critical thinking here. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ một cách chín chắn ở tại đây. Some Christians sit in church. Có một số cơ đốc nhân ngồi trong nhà thờ. And although they're alive, có nhiều khi cả cuộc đời của họ, they're brain dead. Họ ngồi đó nhưng mà cái óc của họ chết rồi. They just sit there and listen and look. Chỉ ngồi đó nghe rồi chỉ nhìn quan sát. And their brains are engaged in neutral. Và lúc bây giờ thì óc của họ đã cài vào trong cái số neutral, không có sang số. They do. Và chúng hả miệng. You must use your mind to think of the word of God. Anh em, chúng ta phải sử dụng cái trí não của chúng ta để chúng ta suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Jesus says, truly truly I say unto you. Chúa Jesus nói rằng quả thật ta nói cùng các ngươi. The works I do, việc ta làm. He who believes in me, những người tin ta. The works I do, thì việc ta làm. Will they do also, thì họ cũng sẽ làm. Who is he talking about? Chúa đang nói với ai? He that believes in me, những người tin ta, những kẻ tin ta. Do you believe in Jesus? Anh chị em có tin Chúa Giêsu không? Well, because Jesus is the same yesterday, today and forever. What he said then, he means today. Bởi vì Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Những gì Ngài đã phán trước đây, Ngài vẫn có ý đó ở trong ngày hôm nay. What he said about believers yesterday, he says about believers today in Houston. Những gì Ngài đã nói cho những người tín nhân trước đây thì Ngài cũng đang nói cho những tín nhân ở tại thành phố Houston này. He said you will do the same works that Jesus did. Chúa nói rằng anh chị em có thể làm công việc mà Chúa Giêsu đã làm. Could you tell me what are some of the works that Jesus did for humanity? Not dying on the cross, but can you tell me what are some of the things Jesus did? Có ai ở đây ngoài việc Chúa Giêsu Ngài chịu chết trên thập tự giá thì có thể nói lên được những công việc Chúa đã làm cho loài người của chúng ta, cho nhân loại? Healing, chữa lành. Very good. What else? Deliverance, yes. Giải cứu họ. What else? Raise the dead. Come on. Ngài đã cứu sống kẻ chết. What some other works? What other works did Jesus do? Công việc khác nào khác nữa Chúa Giêsu làm? Water to wine, yeah.
Ngài đã hóa nước thành rượu. He put all the bottle stores out of business. Ngài khiến cho những cái tiệm rượu là phá sản hết. What else? Walking on the water, yeah. Ngài đi bộ trên mặt nước. Teaching, yeah. Ngài dạy lời của Đức Chúa Trời, nước của Đức Chúa Trời. Fed the 5,000. That's right. He fed the hungry. Ngài làm phép lạ và đã cho những người đói ăn. So he did all these works. Ngài đã làm những công việc này. And Jesus said, và Chúa Giêsu nói, you would do them. Các con, những kẻ tin cũng làm được như vậy. Turn to Mark chapter 16, verse 17. Xin chúng ta đến với sách Tin Lành Mark chương 16. This is the office of the believer. Đây là công việc của kẻ tin. Say, this is my office. Hãy để tay trên ngực của mình và nói rằng đây là chức vụ của tôi. This is my office. Đây là chức vụ của tôi. You got to take ownership of it. Anh xem cần phải nhận cái this is my office. Trách nhiệm và công việc của mình. Đây là cái chức vụ của tôi. I'm not telling you that it's Jesus telling you. Tôi không nói với anh chị em đâu mà chính Chúa Giêsu nói đó. He told me over 40 years ago, this is your office. Hơn 40 năm về trước, Chúa Giêsu nói rằng đây là cái chức vụ của con. So my pastor trained me how to cast out demons, how to heal the sick, how to feed the hungry. Cho nên mục sư của tôi đã huấn luyện cho tôi làm sao để có thể chữa lành cho những người đau ốm, để đuổi quỷ và giúp đỡ cho những người có nhu cầu. Mark chapter 16 verse 17. Xin lành Mark chương 16 câu số 17. He said, "And these signs shall follow them who believe." Những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Who will the signs follow? Các dấu lạ đi theo ai? Those who, những ai? If that's you, put your hand up. Nếu đó là bạn, xin đưa tay lên. That's what Jesus' words says about you and me. Đúng là lời của Chúa nói về anh chị em và tôi phải không? You will cast out demons. Anh chị em sẽ đuổi quỷ. You will speak another language. Anh chị em sẽ nói tiếng mới. You will take up serpents. Anh chị em nếu có bắt rắn. If you drink poison, you will not die. Nếu có lỡ uống thuốc độc. You lay hands on the sick and they will recover. Nhưng mà đặt tay trên kẻ đau thì người ta sẽ được lành. This is your office. Đây là chức vụ của anh chị em. But most Christians think it's pastor's job. Nhưng mà nhiều cá đốc nhân đó, nhiều người tin thì lại nói rằng đó là chức vụ của mục sư. Most believers think it is the pastor or the apostle or the prophet's job. Họ chỉ nghĩ rằng nhiều người tin đó bảo rằng đây là cái chức vụ, là đây công việc của mục sư, của sứ đồ, của tiên tri. It's a believer's job. Còn chị em, đây là công việc của những kẻ tin. Say it's my job. Xin hãy đưa tay lên mà nói rằng đây là công việc của tôi. It's my job. Đây là công việc của tôi. Hallelujah. Hallelujah. This is the first step. Đây là cái bước đầu tiên. Taking ownership of your office. Chúng ta nhận trách nhiệm cho cái chức vụ của mình. The final step is activating you in that office. Và anh chị em, cái bước cuối cùng đó là sẽ kích hoạt và đưa anh chị em vào để anh chị em có thể thực hiện cái chức vụ của operating in that office. Và để rồi có thể vận hành ở trong cái chức vụ đó. When was the last time you laid hands on a sick person and they recovered? Đâu là lần cuối mà anh chị em đặt tay trên kẻ đau và kẻ đau đã được lành? When was the last time? Đâu là lần cuối? 2 weeks ago? 2 tuần trước. When? 1 night ago? 1 tháng về trước. Không ai khác. Mới đây nè. Okay. Chuyện kể năm ngoái, năm xưa. That's good. I'm just doing this to illustrate. Tôi muốn làm điều này để minh họa. That most of you as believers are you're out of your office. Đa số anh chị em là anh chị em đã đi nghỉ khỏi giờ làm việc của mình. You're not operating in your office. Anh chị em không làm việc cho cái văn phòng mà Chúa đã ban cho anh chị em. Because there must be thousands of sick people in Houston. Đáng lý ra phải hàng ngàn người đau ốm tại thành phố Houston. That Jesus wants to heal. Chúa Giêsu ngài muốn chữa lành cho họ. But he needs a believer in the office. Nhưng mà ngài cần những người tín nhân làm việc ở trong văn phòng của mình, trong chức vụ của mình. Have you ever gone to a shop and you knock on the door to buy something and there's a sign? Anh chị em bao giờ đi mua sắm? Anh chị em đến một cái cửa tiệm và thấy trên cái cửa có cái bảng này. So the Holy Spirit knocks on people's hearts. Đức Thánh Linh ngài gõ cửa trên một số tấm lòng. He opens their hearts. Ngài mở tấm lòng họ ra. And he just needs a believer to go there. Và ngài cần một cơ đốc nhân bước vào cái chỗ đó. And to share the love of God. Để chia sẻ tình yêu của Đức Chúa Trời. And Jesus said, Holy Spirit, find a believer to go there. Và Đức Chúa Giêsu bảo Đức Thánh Linh là tìm một người tín nhân để đi đến đó để làm việc. To go to that hungry person who needs food. Đến với cái người đang đói đó để họ, vì họ cần thức ăn. Or that dying person who needs healing. Hoặc là một cái người đang sắp chết cần được chữa lành. Or that addicted person who wants set free.
là cái người đang nghiện ngập cần được giải phóng, được tự do. Send a believer there. Hãy sai một tín nhân đến đó. But the Holy Spirit has to say. Nhưng mà Đức Thánh Linh phải trả lời. I am sorry, Jesus. Chúa Giêsu xin lỗi nha. Most of the believers are out of their office. Vì đa số những người tín nhân đã nghỉ việc rồi. Many believers walk around with an out of the office sign. Nhiều tín nhân đi với cái bảng này trên ngực của họ. And they come across a sick person. Và khi họ gặp một cái người bệnh, quick ring pastor. Nhanh chóng gọi mục sư liền. Quick ring prophet. Và nhắn gửi gọi cho người tiên tri. No no no, it should be Holy Spirit says quick you. Anh chị em không không, hãy để Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh ơi, step into your office. Bước vào trong văn phòng của mình. Step into your office. Bước vào trong chức vụ của mình anh chị em. This outpouring, anh chị em, cái sự tuôn đổ của Chúa và bầu trời mở ra trên hội thánh, is not just to bless you, không phải đi chỉ ban phước trên anh chị em, to bless Houston, nhưng mà để Houston được phước. It's to reach lost people, để chúng ta đến với những người lạc mất. It's to bring healing to a sick community, để đem cái sự chữa lành đến cho cái cộng đồng của chúng ta, đang nhiều người ốm đau bệnh tật, và đem sự giải cứu. Most believers don't know how. Nhiều cơ đốc nhân, nhiều người tin mà không biết cách để làm việc. I have been training believers for 38 years how to do this. Tôi đã trong cái quá trình 38 năm huấn luyện những người tín nhân biết cách để có thể đem sự chữa lành, giải cứu đến cho nhiều người. You have teams in this church, you have pastor, and they have taught how to do this. Anh chị em có mục sư Khánh ở tại đây, và đội ngũ của chúng ta đã huấn luyện cho chúng ta biết cách để làm việc này. But many get tired of it. Nhưng mà nhiều người thì mệt mỏi với chức vụ rồi. And so they just come to church. Rồi cuối cùng thì chỉ đi nhà thờ thôi. And get blessed. Đến đây, Chúa ơi, ban phước cho con. But 29 people are dying every hour in Texas. 29 người, trung bình 29 người trong một giờ đồng hồ. And they don't know who to call on. Sẽ chết mà không biết danh của Chúa để gọi danh của Ngài. 9/11. 9/11. Help. Xin giúp đỡ. Bấm 911 và xin giúp đỡ. I thank God my friend told me to call on Jesus. Tôi cảm ơn Chúa vì người bạn của tôi đã dạy cho tôi biết để kêu cầu danh Chúa trong lúc tôi cần. For the last 4 years I have been training believers in New Zealand how to operate in their office. Trong 4 năm qua ở tại New Zealand tôi đã huấn luyện để những người tín nhân làm việc ở trong cái chức vụ của mình. So far I've trained 700. Bây giờ đến giờ phút này chúng tôi đã huấn luyện được bên 700 người. I'm going to stop at 1,000. Tôi sẽ dừng lại khi đến con số 1,000. Now, it's a 2-day course. Đây là một cái chương trình huấn luyện trong vòng 2 ngày trọn. And I teach them how to deal with issues in their life that they need to be free from. Trước nhất tôi dạy họ để giải quyết những cái khó khăn, những cái gãy đổ ở trong tấm lòng của họ. I teach them how to have a supernatural connection with God on a daily basis. Tôi dạy cho họ để họ có thể có một mối liên hệ siêu nhiên với Đức Chúa Trời trong cuộc sống của mình mỗi ngày. How to walk under an open heaven. Làm sao để có thể bước đi ở dưới một cái trạng thể là trời mở ra trên đầu của người đó. When I go into the streets of New Zealand, khi tôi đi trên những đường phố của nước New Zealand của tôi. I was at a funeral in New Zealand recently. Tôi có mặt ở tại một cái đám tang ở tại New Zealand của chúng ta. A lady had committed suicide. Một phụ nữ đã tự tử. Had 7 little children. Có 7 đứa con nhỏ. Because she had an argument with a boyfriend. Bởi vì cô đã có một sự cãi lộn với cái người bạn trai của mình. The mother asked me if I would do the funeral. Người mẹ của cô đó là xin tôi giúp đỡ để làm lễ tang cho cô này. There were gang people like you saw on the screen. Anh chị em thì có những người thuộc về băng đảng như chúng ta đã thấy ở trên màn hình. It's not in church. Nó không có ở trong một cái buổi nhóm ở trong nhà thờ. It's outside in a yard of the house. Anh chị em, nó được diễn ra người ta chôn cất ở bên đó, ở tại sân ngoài của một cái nhà. And they have the coffin there. Họ có một cái quan tài ngay tại đó. And the mother is weeping. Người mẹ của người chết đang khóc lóc. I am in the office of a believer. Lúc bây giờ tôi bước vào cái văn phòng cũng như là chức vụ của người tin. The Lord said she will not come back from the dead. Chúa ngài bảo tôi rằng cái người này sẽ không có được gọi sống lại. But you tell these people to call on my name before they commit suicide. Nhưng mà con hãy bảo cho những người có mặt tại đây kêu cầu danh Chúa trước khi họ đi đến cái quyết định cuối cùng là tự tử. I was in a place where I could use my office. Và trong lúc đó thì tôi ở trong cái vị trí có thể sử dụng cái chức vụ của mình. The mother said to me, "Go and see my son. He wants to kill the boyfriend."
Và tôi được người mẹ nhờ tôi rằng xin làm ơn đi gấp để gặp con trai của tôi, vì con trai của tôi quyết định là sẽ giết cái người bạn trai của đứa con gái tôi mới chết. I went to the boyfriend's house. Tôi đến nhà của người bạn trai của cô này. And he said, I'm going to kill him. Thì cái người này lại nói rằng không, because tôi sẽ giết cái người he đó. Killed my sister. Bởi vì cái người này đã ép bà, đã giết chị của tôi. I said, if you kill him, you will go to jail and your mother will have more grief. Thì tôi nói rằng nếu mà em đi và giết cái người bạn trai của chị của em đó thì em sẽ đi ở tù rồi gây cho lòng của mẹ của em. I knew he needed Jesus to touch him. Tôi biết rằng anh này cần Chúa Jesus. I said, can I pray for you? Tôi rằng anh có thể cho phép tôi cầu nguyện. And when I prayed, the Holy Spirit came on him. Và khi tôi cầu nguyện, Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên người. And began to weep and to weep. Và người này bắt đầu khóc và khóc. And he made the decision, I will not kill him. Và anh đã đi đến cái quyết định là tôi sẽ không đi giết cái người đó. He is not yet Christian. Chưa tin Chúa. But he knows who to call on. Nhưng mà biết ai để kêu cầu. The reason God is pouring His Spirit out. Anh chị em, lý do mà Chúa đang đổ Thánh Linh của Ngài trên hội thánh này. Is to empower the believer. Để mặc lấy quyền phép cho những tín nhân ở đây. To share hope. Để chúng ta chia sẻ hy vọng. It may not be with gang member. Có thể là không đến với những người thuộc về các băng đảng. Maybe with family member, business people. Nhưng mà có thể là cho những người thân ở trong gia đình, cho những người trong cơ sở làm ăn của chúng ta. Politician. Cho những người chính trị gia. Wherever God will put us. Bất cứ nơi nào Chúa đang đặt để anh chị. We must stay in our office. Chúng ta phải ở trong văn phòng của mình và làm việc anh chị. In the month of October. Ở trong tháng 10. I had 20 suicide call-outs in one month. Tôi nhận 20 cái tin là có 20 người tự tử. People who wanted to kill themselves, but I got there and they did not kill themselves. Mà khi tôi những người họ quyết định tự tử nhưng mà khi tôi đến nơi tôi đã giúp đỡ và họ đã không làm cái quyết định đó. I had 5 suicide callers in one week, one weekend, 2 days. Anh chị em, trong 2 ngày cuối tuần tôi nhận 5 cái tin nhắn như vậy và cú điện thoại như vậy. If I had not gone to them, nếu tôi không đi đến gặp as họ, a believer and offered them hope. Để làm một cái người tin để có thể chia sẻ niềm hy vọng. Jesus can give you hope. Tôi đến nơi và nói cho họ biết rằng Đức Chúa Giêsu có thể ban cho các bạn niềm hy vọng. They be dead. Thì chắc là những người này đã chết hết rồi. 29 people die every hour. Anh chị em, 29 người như chúng ta đã thấy in the state mỗi of Texas. Giờ đồng hồ tại tiểu bang Texas chúng ta có thể qua đời. And Jesus looks down from heaven. Và Đức Chúa Giêsu từ trời nhìn xuống. And weeps. Ngài đang khóc. Because he loves them. Bởi vì Ngài yêu thương những con người đó. He said, why will my believers not go to them? Thì Ngài có thể thắc mắc là tại sao những kẻ tin của ta không đi đến để gặp những con người. Maybe they're too busy in church enjoying the presence. Có thể họ rất là bận rộn, đang ngồi trong nhà thờ, đang vui hưởng sự hiện diện của Chúa. It's okay to enjoy the presence. Anh chị em, không có gì sai để chúng ta hưởng sự hiện diện But của Chúa. But you must understand the context and why God is pouring His Spirit on the church. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu lý do tại sao Chúa đổ Thánh Linh của Ngài trên hội thánh này. To awaken you to your office. Để đánh thức anh chị em cho cái chức vụ của anh chị em. To empower and then deploy you into the community. Mặc lấy quyền phép và sai phái anh chị em ra đi. Not talky-talky, but walky-walky. Không phải là những người nói nhưng mà là những người hành động. Not Bible studies with one another. Không ngồi chỉ học kinh thánh với nhau. But being the word to those who don't know Jesus. Mà trở nên lời hằng sống của Đức Chúa Trời cho những con người ngoài kia. Jesus loves you. Chúa Giêsu yêu thương anh chị em. But He loves them too. Và Ngài cũng yêu thương những người ngoài kia. And He has chosen you. Và Ngài đã chọn anh chị em. To be their rescue crew. Để làm những người đi và giải cứu những con người đó. Next year. Năm tới. I may come back. Tôi có thể trở lại đây. And do a 2-day training course. Và sẽ có 2 ngày để huấn luyện anh chị em. To empower believers in their office. Để mặc lấy quyền phép và yểm trợ những tín nhân cho cái chức vụ mà Chúa đã định cho anh chị em. It will not be a conference. Nó không phải là trong cái gì của Đại hội Phục hưng. I only train 26 people in one time. Anh chị em, tôi cần để huấn luyện 26 người trong một lần huấn luyện như vậy. Because I give one-on-one attention. Bởi vì tôi muốn có đủ cái thời gian để dành thời giờ cho từng cá nhân. I am teaching how to save lives. Tôi sẽ dạy anh chị em cách để cứu người. Not just spiritually. Không phải chỉ về thuộc linh thôi. But physically. Nhưng mà luôn cả thể chất. Rescue families. Để chúng ta giải cứu những gia đình. Marriages. Những hôn nhân. People. Những con người. Just love them. Để yêu thương họ. This is not guilt motivated. Anh chị em, những điều này không phải làm cho anh chị em mặc cảm tội lỗi. It's not shame motivated. Không phải làm cho anh chị em xấu hổ. It's love motivated. Nhưng mà chúng tôi muốn kích động và khích lệ anh chị em. He loved me. Chúa yêu tôi. I'm going to share His love.
và tôi chia sẻ tình yêu của Chúa cho người khác. He loves you and me. Ngài yêu thương anh chị em, yêu thương tôi. The greatest expression of love. Anh chị em thấy sự bày tỏ tình yêu trọn vẹn nhất. That God showed us. Khi Chúa Ngài đã bày tỏ cho chúng ta. He sent someone to us. Ngài đã sai phái người đến để gặp chúng ta và giúp chúng ta rồi. Let us be that someone to someone else. Rồi bây giờ xin Chúa Ngài giúp để chúng ta trở nên những người đi và giúp đỡ người khác. If every person in this church. Nếu mọi con cái của Chúa trong hội thánh này. Over 12 months. Trong vòng 12 tháng. Walk in the office of the believer. Bước đi trong cái chức vụ của người tin. Befriend one person. Chúng ta chỉ kết bạn với một người thôi. Love on one person. Yêu thương con người đó. Bring them to church. Đưa dắt họ đến nhà thờ. Pray for them. Cầu nguyện cho họ. Lead them to Jesus. Hướng dẫn họ đến với Chúa Giêsu. If every person in this church, nếu mỗi con cái của Chúa trong hội thánh này, step into their office, bước vào trong cái chức vụ tín đồ của mình, this church will not have enough seats. Thì hội thánh này sẽ không có đủ chỗ nữa. It will double. Thì chúng ta sẽ thấy rằng sẽ tăng gấp đôi liền. Amen. Amen, anh chị em. I'm not trying to shame you into obedience. I'm not trying to give you a guilt motivation. Làm cho anh chị em xấu hổ để anh chị em phải làm việc hay là làm cho anh chị em mặc cảm tội lỗi, nhưng mà tôi muốn khích lệ anh chị em. It starts with love. Nó bắt đầu bằng tình yêu thương. Do you love Jesus? Anh chị em có yêu thương Chúa Giêsu không? Yêu Chúa không? To operate in the office of the believer. Để chúng ta có thể vận hành trong chức vụ của người tin. It takes courage. Nó đòi hỏi sự can đảm. It does. Cần sự It's not đảm. Easy. Không phải đơn giản. Sometimes I am shy. Nhiều khi tôi cũng còn xấu hổ. They might reject me. Tôi nói, ôi, họ có thể là họ khước từ tôi. But Jesus said, do you love me more than yourself? Nhưng mà Chúa Giêsu hỏi gì, con có yêu thương ta hơn con yêu chính mình không? If you love me more than yourself, forget about how you feel. Anh chị em, nếu con yêu thương ta hơn, thì con sẽ không còn quan tâm đến những gì con cảm nhận ở trong lòng nữa. One day, một ngày kia. On Sunday night, we're sitting in a house having a cup of tea after church. Chúng tôi ngồi tại nhà của mình sau buổi thờ phượng ngày Chủ nhật và chúng tôi đang uống trà. Five houses down from my house, there was a woman whose husband was separated. Thì năm căn nhà cách chúng tôi thì có một cặp vợ chồng mà người chồng đã ly thân với người vợ của mình. One of our church members is there, encouraging her. She's an office of believer. Có một con gái Chúa trong hội thánh của chúng tôi có mặt ở tại đó để khích lệ cho cái gia đình này vì người này đang vận hành ở trong cái chức vụ tín đồ của mình, người tin, trẻ tin. Her husband walked into the house with a knife and stabbed his wife 19 times in front of my friend. Thì người chồng này đã cầm cái dao đi vào và đã đâm vợ của mình 19 lần trước mắt của người bạn của tôi, người con gái của Chúa. And then the man ran up the stairs to where his children were. Rồi người này lập tức lại chạy lên lầu đi tìm các con của họ. Our friend who is in the office of the believer, thì cái người bạn của tôi vận hành ở trong cái chức vụ của kẻ tin. She dragged the lady up to our house, five doors up. Người này đã kéo cái người bị đâm này đến nhà của chúng tôi, năm căn nhà cách. She bangs on the door and I open it and there's a lady with blood pouring from her. Người đã đập cửa cho tôi, khi tôi mở cửa ra thì thấy một người phụ nữ đang đổ máu. The believer says he is in the house with the children and a knife. Và người này báo cho chúng tôi biết là cái người chồng đã đang ở trong nhà với những cái đứa nhỏ ở trong nhà và đang. I ring the police and the ambulance and they come straight away. Chúng tôi gọi cảnh sát thì cảnh sát cũng như xe cấp cứu đến nơi. When the woman sits in our seat in our living room, it turns to blood. Cái người phụ nữ này ngồi trên ghế của chúng tôi và ghế ướt sũng với máu. The house filled with the smell of hot blood. Nhà của chúng tôi nghe cái mùi tanh của máu. The ambulance paramedics came in. Xe cấp cứu đến nơi. They tore off her clothes. Thì họ đã xé quần áo của cô ra. And they said her jugular is 99% cut. Thì nói rằng bây giờ thì cái nhịp của bà đó đã xuống rất thấp. And they said if we didn't get here now she would be dead in 3 minutes. Và nói rằng nếu chúng tôi không đến kịp đó thì người phụ nữ này sẽ trong the hospital. Thì họ lập tức đưa cô đến. The Holy Spirit said to me. Đức Thánh Linh phán với tôi. Soon you will go down to that house. Con nhanh chóng đi đến nhà của. And you will talk to that man. Thì con sẽ nói với cái người đàn ông đó. Who is holding his children hostage. Là người đang giữ các con của mình làm con tin. God speak to me. Chúa ngài phán với tôi như vậy. I said no Lord, you better send big angel. Tôi nói Chúa ơi không đâu. Chúa sai thiên sứ đi làm cái việc đó đi. He said you love me more than yourself. Thì Chúa hỏi tôi, Chúa con yêu thương ta hơn. I said yes Lord, I will go. Thì tôi trả lời Chúa ơi con hiểu rồi, con sẽ đi. Maybe half an hour later, policeman come to my door. Thì khoảng 30 phút sau thì cảnh sát đến nơi. He said, "Are you Pastor Norm?"
Thì ông nói rằng ông có phải là một sư môn không? I said, yes, I am. Tôi trả lời phải, tôi. He said, the man is holding his children hostage. We cannot get to him. Thì cái người đàn ông này đang bắt các con của mình làm con tin và chúng tôi không thể gặp cái người này được. He has a narrow corridor up the top of the stairs. Anh này đang ở trong cái lối đi rất là chật hẹp trên phía trên lầu của mình. So he was up on top of the stairs and the police were down there. Thì người này đang đứng ở trên đỉnh của cái thang, còn cảnh sát thì đứng ở dưới. He had a big knife in his hand. Anh có một cái dao lớn đang cầm ở trên tay của mình. They could hear the sound of a little girl. Nghe có cái tiếng của một đứa bé gái nhỏ đang khóc. So they didn't want to rush him in case he go in and kill her. Họ không muốn là tràn lên để uy hiếp cái người này, để giữ cái người này, vì sợ là anh ta sẽ trở dao và đâm đứa con của mình. When I walked into the room, khi tôi bước vào cái phòng đó, the police negotiator is there. Thì cái người cảnh sát mà đến đó để thương lượng với tội nhân đó. He's trying to tell the man throw down the knife. Thì người cảnh sát viên này trong công tác của mình bảo rằng hãy ném cái dao của anh xuống. But there's a demon in the man. Nhưng mà có một cái con quỷ ở trong cái con người này. You cannot negotiate with a demon. Chúng ta không có nào thương lượng với quỷ được. His eyes are rolled back in his head. There's just whites. Mắt của anh đã trợn tròng và nó chỉ còn có màu trắng thôi. And as the policeman's trying to negotiate, he begins to stab himself in the throat. Và anh này khi mà nghe cảnh sát thương lượng như vậy, anh lại trở dao và đâm vào cổ của mình. And air and blood and noises come out of his throat. Anh chị em thấy cái hơi thở cũng như máu nó chảy ra từ nơi cổ của anh. And I'm standing there. Rồi tôi đứng tại đó, miệng của tôi há hốc. I said, what do I do, Lord? Rằng Chúa hỏi con làm gì trong cái cảnh này đây? He said, you must pray in tongues loud. Bây Chúa nghe dạy tôi, con bây giờ phải cầu nguyện trong tiếng mới một cách mạnh mẽ, lớn tiếng. But I said, but what will the policemen think? Thì tôi nói, Chúa ơi, rồi mấy ông cảnh sát ông nghĩ gì về con? See, the flesh wants to cut in. Anh chị em, cái xác thịt của chúng ta nó muốn những cái gì nhẹ nhàng như bông gòn. I'm not perfect. Tôi không có phải là I'm just human đâu. Like you. Tôi cũng là con người giống anh em. I'm a great warrior. Tôi không phải là một cái người I'm just trying to be obedient. Tôi chỉ muốn vâng lời Chúa. And Jesus says, if you do not pray in tongues, someone's going to die tonight. Chúa Giêsu lại nhắc tôi một lần nữa, nếu con không cầu nguyện trong tiếng mới thì sẽ có người chết ở trong buổi tối hôm nay. So I looked up and I spoke in tongues. Tôi nhìn cái người này và tôi bắt đầu công bố ở trong tiếng mới và tôi cầu nguyện. The moment I did that, the Holy Spirit hit the demon and the man dropped the knife. Và cái giây phút đó thì Thánh Linh của Chúa đã đánh ngã quỷ nó ra khỏi và cái người này ngã xuống. Negotiator, police negotiator is going, huh? Thì cái người cảnh sát mà thương lượng với cái người đó đó, anh ta há hốc mồm và nói, hớ. It's not me, it's the glory of Jesus. Không phải tôi, nhưng mà tất it's cả the glory of Jesus. It's the glory of Jesus. Đó là vinh quang của it's Chúa Jesus. Đó là in Jesus' name. Và trong danh Chúa Jesus. I don't honor myself, I give glory to Jesus. It's not me. Anh chị em, tôi không tôn trọng chính mình, nhưng mà tôi muốn tôn vinh Chúa ở trong thời giờ này, vì đó là công việc của Ngài. I run up to the stairs. Tôi chạy lên các bậc thang. I go into the room. Tôi bước vào trong phòng. There are two girls. Có hai đứa bé gái trong đó. He had already cut his daughter's throat. Thì có một bé thì ông này đã cắt cổ của nó. But he had not touched the other. Nhưng mà chưa có đụng đến cái đứa kia. Police did not know this. Cảnh sát chưa biết điều này. Otherwise they would shoot him. Nếu không thì chắc là đã nổ súng giết cái người but này. But the little girl with the cut throat. Nhưng mà cái em bé gái mà her eyes are blinking at me. Thì con mắt của em đang she's still alive. Tôi. Still alive. Vẫn còn sống. They rush her to emergency hospital. Thì họ đã đưa em vào phòng cấp cứu ở bệnh viện. But they say she died. She will die tonight. Họ tuyên bố rồi, chắc là đứa bé này sẽ chết buổi tối hôm nay. The Roman Catholic priest did the last rites over her. Và cái người linh mục Công giáo đã đến để làm cái đọc cái bài kinh cuối cùng. But one of the offices of the believer is to pray. Nhưng mà công việc của tín nhân của chúng ta, một trong những công việc của tín nhân của chúng ta là chúng ta cầu nguyện. Anh chị em có biết cầu nguyện không? So our church pray for the little girl. Thì hội thánh của chúng tôi đã cầu nguyện cho đứa bé gái này. And the next morning I go to the hospital. Sáng hôm sau tôi đến bệnh viện. I said, can I see the little girl? How is she? Cho tôi gặp cái bé gái đó, em ở đâu rồi? They said, yes, you can see her. Thì người ta nói rằng, oh, ông có thể vào gặp em. I walked in and she's sitting up, stitched up, drinking a milkshake and reading a book. Em ngồi dậy. Cổ thể đã được mai vá. Yeah. Em đang ngồi và uống một ly sữa. This was 34 years ago. Anh xem đây là điều 34 năm về trước. The office of the believer. Anh xem cái văn phòng, cái chức vụ của saves lives. Đã cứu người. The mother
cái người mẹ. Stabbed 19 times. Bị đâm 19 lần đó. She survived. Bà cũng ra sống. The man. Cái con người. Stabbed himself in the throat in 20 times. Người đó đã đâm vào cổ mình và bụng của mình tổng cộng là 20 lần. He is alive today. Anh cũng vẫn còn sống ngày hôm nay. The little girl. Cái bé gái đó. 2 years ago. Hai năm về trước. On my messenger Facebook, I get a message. Tôi nhận được một cái lời nhắn tin ở trên Facebook của tôi. From someone I don't know. Từ một người mà tôi không có quen biết. A young lady. Một người thiếu nữ. She said, "Are you the man that set my father free in Oamaru?" Ông có phải là người đã giúp cho ba của tôi được tự do không? I said, "More details, please." Tôi nói, xin làm ơn nói gì chi tiết để tôi nhớ được việc này. She gave me my address and that we were living in at that time. I said, "Who are you?" Thì cô cho biết cái địa chỉ của chúng tôi và tôi hỏi như cô là ai? She says, "I'm the little girl that had her throat cut." Tôi chính là cái đứa gái mà đã bị cắt cổ tối đêm đó. I haven't seen her for 34 at that time 30 years. Lúc bây giờ thì khi tôi gặp lại cô đã không gặp cô trong hơn 30 năm. She said, "Can we meet?" I said, "Of course we can meet." Cô hỏi rằng chúng ta có thể được gặp mặt không? Thì tôi nói rằng chắc chắn rồi. So we traveled down and we met with her and prayed with her. Chúng tôi đã lái xe đến và gặp cô và cầu nguyện cho cô. And now I'm counseling her. Bây giờ thì tôi đang tư vấn cho cô. She is like a daughter to me. Bây giờ thì cô như là đứa con gái của tôi. This is the office of the believer. Anh xem đây là văn phòng chức vụ của kẻ tin. 29 people die every day, every hour. Anh xem như chúng ta đã thấy 29 người trong tiểu bang Texas. We cannot rescue them all. Trong một tiếng đồng hồ có 29 người đã chết. But we can rescue some. Chúng ta có thể không giải cứu được hết tất cả, nhưng mà chúng ta có thể giải cứu một ít người. But we must wake up to our office. Nhưng mà điều mà tôi muốn nhấn mạnh tại đây, chúng ta phải tỉnh thức cho cái chức vụ as a believer, chúng ta. Mỗi cơ đốc nhân, mỗi người step into it, hãy bước vào trong cái văn phòng chức vụ của mình. And then step into our community and activate God's love. Bước vào trong sự hiện diện của Chúa rồi, chúng ta bước ra ngoài cộng đồng của chúng ta để làm nguồn phước cho họ. If you're one of the 26 who want to be trained next year, you see Pastor Khan. Nếu anh chị em muốn làm một trong 26 người sẽ được huấn luyện trong năm tới, xin gặp mục sư Khánh. I will come all the way from New Zealand to train you. Tôi sẽ đi từ New Zealand qua bên này để huấn luyện anh chị. I'm going to California to train Californians. Tôi sẽ đi đến California và huấn luyện người của tiểu bang California trước. And I'm willing to come to Texas to train Texans. Thì tôi cũng sẵn lòng để đến đây nếu có nhu cầu. In the office of the believer. Để chúng ta có thể bước vào ở trong cái chức vụ của kẻ tin. 29 people. 29 người. I don't know how long I've been talking. Tôi không biết là tôi nói đã bao lâu rồi. But we've been in this building maybe what, 1-2 hours? Thì chúng ta có mặt ở đây trong 2-3 tiếng đồng hồ. The Department of Statistics say 29 people dies every hour in Texas. Anh chị em, theo như cái thống kê như tôi đã chia sẻ với anh chị em, đó là mỗi giờ đồng hồ thì có 29 người tại I take that personally. Qua đời. In my nation, that's on my watch. Anh chị em, đối với tôi, cái trách nhiệm của chúng tôi tại nước của tôi kể đó là cái trách nhiệm của in your state, it's on your watch. Anh chị em, bây giờ tiểu bang của chúng ta, đó là trách nhiệm của anh chị em. Are we going to let 29 people pass and we don't know where they go? Anh chị em có sẵn lòng để 29 người qua đời mà không biết tương lai của mình đi về đâu không? One of the things you can do for them. Một trong những điều mà anh chị em có thể làm cho họ. You can pray. Anh chị em có thể cầu nguyện. Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chương 2 câu số 10. Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chương 2 câu số 10. It says, "We are Christ's workmanship." Chúng ta là việc Chúa làm nên. Created to do good works. Để được dựng nên để sắm sẵn cho việc lành. Would you say good works? Anh chị em, việc lành. Hãy good nói works. Việc lành. Good works, việc lành. Jesus said, "The works I do, you will do, believer will do also." Chúa Giêsu nói rằng việc ta làm thì những kẻ tin cũng sẽ làm như vậy. God has created you and I to do good works on the earth. Anh chị em, Chúa đã dựng nên chúng ta như một tuyệt tác của Chúa để làm việc lành ở trên đất này. It says He prepared them beforehand that we would walk in them, not talk about them. Lời của Chúa nói rằng Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Làm chứ không phải chỉ nói. Before you were born, trước khi anh chị em sinh ra, you were created, anh chị em đã được dựng to rescue people, để giải cứu người,
to tell them about Jesus. Để nói cho họ biết về Chúa Giêsu. Or to be Jesus to them. Hay là làm Chúa Giêsu cho họ, đại diện Chúa Giêsu. Before I was born, trước khi tôi được sinh ra, I was created. Tôi đã được dựng nên. To rescue that woman, that man, and that girl. Chúa đã định để tôi giải cứu cái người phụ nữ đó, chồng của cô và đứa con gái nhỏ đó. I would never have known that. Tôi sẽ không bao giờ biết được điều đó. If I hadn't walked in my office. Nếu tôi không bước đi trong cái chức vụ của người tín đồ. This is so exciting for you. Anh chị em, đây là điều hết sức phấn khích cho anh. There are so many adventures waiting for you. Anh chị em sẽ có những cuộc phiêu lưu lạ lùng mà Đức Chúa Trời. As you walk in the office of the believer. Khi anh chị em bước đi trong chức vụ của kẻ tin. I want to come back and hear your stories. Tôi muốn trở lại đây để nghe những câu chuyện của anh chị em. And you shared Jesus and a drug addict got delivered. You shared Jesus and a dead person come back to life. Anh chị em chia sẻ Chúa Giêsu cho người nghiện ngập và người ta được giải cứu. Anh chị em chia sẻ cho cái người bệnh tật và họ đã được giải cứu và được sống. I'm not here to raise up my ministry. I'm here to raise up the ministry of the believer. Anh chị em, tôi đến đây không phải để nâng cao chức vụ của tôi, mà tôi đến đây để nâng đỡ anh chị em và khích lệ anh chị em để bước vào trong chức vụ của kẻ tin. 1 John chapter 5 verse 14. Ở trong thời gian thứ nhất chương 5 câu số 14. This is what you can do. Đây là điều anh chị em có thể làm. This is the confidence we have in him. Đây là điều mà chúng ta dạng dĩ ở trong Chúa. If we ask anything according to his will. Nếu chúng ta cầu xin bất cứ điều gì theo ý he Ngài, hears us. Thì Ngài nghe chúng ta. And if he hears us. Và nếu Ngài nghe chúng ta. We know we have the things we have asked him for. Thì chúng ta biết mình đã nhận được điều mình cầu xin. Is it according to the will of God for people to perish? Anh chị em, không phải theo ý thánh ý của Chúa là người ta sẽ chết mất. No or yes. Có phải là ý Chúa người ta phải chết mất không? It's the will of God that they be saved. Could we see my first PowerPoint, please? The anh first, em, the first, no, the, not the ý video. Ý Chúa là không muốn cho một người nào chết. The PowerPoint, thank you. No, not those ones. The ones I sent through to Julianne and they came through email. Thank you. That's my family, by the way. Oh, anh chị em, đây là gia đình của tôi. That's before. That's 14 years later. Đó là cái hình trước rồi 14 năm sau. Yeah, there we go. This is God's heart for people. Anh chị em, đây là tấm lòng của Chúa cho mọi người. I take no pleasure in the death of the wicked. Chúa trong Ê-xê-chiên chương 18 câu 32 là ta không lấy lòng vui cho những người gian ác chết. Repent and live. Mà họ phải ăn năn để được sống. 1 Timothy 2:4, who wants all people to be saved and come to the knowledge of the truth. Và Timothy thứ nhất chương 2 câu số 4, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu và biết lẽ thật. Down the bottom of 2 Peter, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Và Timothy thứ nhì chương 3 câu số 9 phần B, đó là nhưng muốn mọi người không muốn mọi người chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội để ăn năn. So we know it's the will of God. He wants to save lost people. Yeah, amen. Chúng ta biết đó là ý của Đức Chúa Trời, muốn mọi người có cơ hội ăn năn. Next picture, please. Next picture, please. So let's read Ezekiel 22. I look for a man among them that they should make up the hedge. Đó là Ê-xê-chiên chương 22 câu số 30. Ta tìm một người vì chúng đứng vào chỗ sức mẻ. And Jeremiah 5:1, và Jeremiah chương 5 câu số 1. Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see now and know and seek in the broad places thereof. If you can find one man, if there be any that executes judgment, that seeks the truth, I will forgive this city. Các ngươi hãy chạy và tìm đây trên đường phố của Jerusalem. Nếu ngươi có thể tìm gặp được một người ở tại đó, thì ta sẽ không giáng tai họa phán xét, nhưng sẽ tha thứ cho thành phố đó. Next one, please. Final one. Câu cuối cùng. And Abram came near and said, would you also destroy the righteous with the wicked? And he said, I will not destroy it for the sake of ten. Và trong Sáng Thế Ký chương 18 câu số 23, Abraham đã thưa với Chúa, đến gần Chúa và thưa với Ngài, Chúa sẽ hủy diệt và những người công bình với những người ác gian ác sao? Chúa Ngài trả lời, ta sẽ không hủy diệt chúng vì những người công bình. They forgot the God who saved them, who had done great things in Egypt, miracles in the land of Ham, and awesome deeds by the Red Sea. So he said he would destroy them. Had not Moses, his chosen one, stood in the gap before him to keep his wrath from destroying them. Anh chị em, và Thi Thiên 106 câu 21 cho đến câu số 23. Chúa Ngài đã tha thứ và cứu họ cho những việc mà họ đã làm ở tại thành và đã làm những việc ở tại Egypto, những phép lạ ở trên đất và đã đem họ đi xuyên qua biển đỏ. Và câu số 23 là Chúa Ngài đã phán rằng ta sẽ không tiêu diệt nếu
Moses, người mà ta đã lựa chọn đứng vào chỗ sức mẻ trước mặt ta. Very well. God loves people. Chúa yêu thương những người lạc mất. He said, if you pray, Chúa nói rằng nếu chúng ta cầu nguyện, even though they are sinners, dù họ là tội nhân, I love them. Ta yêu thương chúng. And if you pray, nếu các con cầu nguyện, my will is to save them. Cái ý thánh ý của ta là muốn cứu họ. If you won't go, nếu con không chịu, at least as a believer, pray. Ít nhất thì trong cái vai trò của tín hữu hãy cầu nguyện, rồi ta sẽ giải cứu chúng. I did it through Abraham, I did it through Moses. Ta đã làm xuyên qua Abraham và ta đã làm xuyên qua Moses. When they prayed for the guilty, I rescued them. Ta đã, khi họ cầu nguyện cho những người có tội và ta đã giải cứu họ. Just like my friend prayed for me and God rescued me. Giống như người bạn của tôi đã cầu nguyện cho tôi và Chúa đã giải cứu tôi. 29 people every hour. Anh chị em, 29 người trong một giờ đồng hồ. Some go to heaven. Một số sẽ được lên thiên đàng. Some don't. Một số sẽ không bao giờ. Who's praying for those? Ai sẽ cầu nguyện cho những người này? Whose job is it to pray for them? Cái trách nhiệm của ai để làm công việc cầu nguyện cho họ? The White House. Công việc của tòa Bạch Ốc. The President. Của Tổng thống. 9/11. Hay là số điện thoại cấp cứu 911. Air Force. Hay là không quân. Navy. Hay là hải quân. Army. Hay là quân đội. What army is called to rescue these ones? Có cái đội quân đội nào được kêu gọi để giải cứu những con người lạc mất này? Turn to the person next to you and say, you are the army. Nhìn cái người kế bên cạnh và chỉ họ và nói rằng, bạn là đội quân của Đức Chúa Trời. You are the army. Bạn chính là đội quân đó. I thank you for listening to me tonight. Tôi cảm ơn quý bạn chị em đã lắng nghe tôi trong ngày hôm nay. It's a sobering message. Để cho tôi biết đây là một cái sứ điệp để đánh thức chúng ta. 160,000 people die every day. 160,000 người chết mỗi ngày. Every 24 hours. Cứ 24 tiếng đồng hồ. 160,000 people soul leave their bodies. 160,000 người trên đất này sẽ linh hồn của họ lìa sẽ xác họ. And they go into the next world. Họ sẽ đi vào thế giới bên kia. Many of them have not called on the name of Jesus. Nhiều người chưa bao giờ gọi đến danh Chúa Giêsu. So I've dedicated myself. Cho nên tôi đã dâng phục chính mình, dâng chính mình. To pray every day. Để cầu nguyện mỗi ngày. For these people. Cho những con người lạc mất này. That God will have mercy before they die. Để Chúa Ngài sẽ bày tỏ lòng thương xót của họ trước khi họ qua đời. Just like He did with the thief on the cross. Như Chúa Ngài đã làm cho tên cướp ở bên cạnh thập tự giá của Chúa. Will you join me? Anh xem có đứng với tôi. It not for me but for the people and for Jesus. Không phải cho tôi nhưng mà cho những người lạc mất và cho Chúa. And it's praying intelligently. Và cầu nguyện một cách thông sáng. It's praying with intention. Cầu nguyện với sự hiểu biết. It's praying according to the will of God and the word of God. Cầu nguyện theo như đúng theo như ý của Chúa và lời của Chúa. So when you pray, nên khi anh chị em cầu nguyện, you're not just crying. Anh chị em không chỉ khóc mà thôi. You're not just shaking. Không phải chỉ run rẩy mà thôi. But you think about others. Mà anh chị em nghĩ đến những người khác. And what God wants for them. Và những gì mà Chúa muốn làm cho họ. And you be the vessel He will flow through. Và anh chị em sẽ làm khí cụ để Chúa sẽ vận hành xuyên quanh chị em. Pray for the 29 who die every hour. Cầu nguyện cho 29 người và trung bình 29 người chết. Oh Lord, if they have not called on you, send a messenger. Lạy Chúa, nếu họ chưa nghe về Chúa, xin Chúa sai phái những sứ giả đến gặp họ. You sent a messenger to Pastor Norm. Chúa đã sai sứ giả đến cho mục sư Norm. Before he died, just before he was to die. Trước khi ông đáng lý đã chết. He called on the name of the Lord. Ông đã kêu cầu danh Chúa. Because of a messenger. Và bởi vì có một sứ giả. Because of someone's prayer. Bởi vì có ai đó đã cầu nguyện cho ông. And I'm here today. Mà đã có mặt ở tại đây. Lift these people before Jesus. Anh chị em hãy dâng những người lạc mất này trước mặt Chúa. The office of the believer. Cái chức vụ của kẻ tin. It's your office. Đó là chức vụ của anh chị em. It's your ministry. Đó là mục vụ của anh chị em. Tomorrow morning. Sáng mai. I have a message for the family. Tôi sẽ có sứ điệp cho cả gia đình hội thánh của Chúa tại đây. Those of you who are carrying burdens or pain or trauma from the past. Những ai mà vẫn còn mang những thương tổn, những khó khăn mà chúng ta đã gặp phải trong quá khứ của chúng ta. I saw if you bring them to Jesus tomorrow. À, tôi đã thấy rồi, cho nên tôi khuyến khích anh chị em mang họ đến đây. He's going to do a divine exchange. Ngày mai Chúa Ngài sẽ làm một cuộc trao đổi cho họ. He's going to give you beauty for ashes and the oil of joy for mourning. Chúa Ngài sẽ đánh đổi và cho chúng ta cái đẹp đẽ cho
cho tro bụi của chúng ta. I come from the future. Tôi đến từ tương lai. I've already seen what he's going to do tomorrow morning. Tôi đã thấy những gì Chúa sẽ làm trong ngày mai. As you bring your burdens to Jesus. Vậy khi anh em mang cái gánh nặng của mình dâng cho Chúa. He's going to take them. Thì Chúa ngài sẽ nhận. And you're going to be free of depression. Bạn sẽ được cất đi khỏi những cái trầm cảm, sorrow, or guilt, or shame. Những cái buồn khổ, những cái xấu hổ. Or fear. Hay là sợ hãi. You're going to be free. Bạn sẽ được tự do. And you're going to have joy instead of sorrow. Bạn sẽ có sự vui mừng thay vì đau khổ, đau buồn. And you're going to have a garment of praise instead of a heavy spirit. Bạn sẽ có áo của người khen thay vì lòng nặng nề. He's getting ready to do this tomorrow morning. Chúa ngài sẵn sàng để làm việc này trong ngày mai. So that's what I'm going to share tomorrow morning. Đó là điều mà tôi sẽ chia sẻ sáng mai. And I want to encourage you, do not give up praying. Tôi bây giờ muốn khích lệ anh chị em là đừng bỏ cuộc trong sự cầu nguyện. Do not give up coming every night. Đừng có bỏ cuộc trong việc đến đây mỗi buổi tối. Because God has a time. Bởi vì Chúa ngài có một cái thời điểm của ngài. When he's going to activate. Khi ngài sẽ kích hoạt. But he needs his believers. Nhưng mà cần những người của ngài, những kẻ tin. To step into their office. Để bước vào ở trong cái chức vụ của mình. So they know how to take this to the community. Để họ có thể đem cái phước hạnh mà chúng ta đang kinh nghiệm ở đây vào trong cộng đồng của chúng ta. Thank you Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. I cannot pray for you to step into your office. Tôi không thể cầu nguyện cho anh chị em để anh chị em bước vào trong cái chức vụ của mình. You had to ask Jesus for forgiveness of your sins. Và chính anh chị em trước nhất phải xin Chúa Giêsu tha thứ cho chúng ta về tội lỗi của chúng ta. You gave your life to Jesus. Anh chị em dâng cuộc đời của mình trong tay Chúa Giêsu. You received your salvation. Anh chị em đã nhận được sự cứu rỗi. No one can do for you. Không ai làm điều đó cho anh chị em. So it is with the office of the believer. Vì cái chức vụ của kẻ tin cũng giống như vậy. I can't pray for you. Tôi không thể cầu nguyện cho anh chị em. You must choose to receive. Nhưng mà chính anh chị em phải mở lòng để đón nhận. You must choose to step in. Bạn chọn để bước vào trong cái chức vụ này. I cannot pray for you for this. Tôi không thể cầu nguyện cho anh em cho việc này. Any more than you can pray for me. Như là anh chị em cũng không thể cầu nguyện cho tôi cho việc này. It is my personal responsibility. Nhưng mà là cái trách nhiệm cá nhân của tôi. It is all our personal responsibility. Là cái trách nhiệm cá nhân của mỗi chúng ta. I can pray for blessing. Tôi có thể cầu nguyện để được phước. I can pray for healing in the mighty name of Jesus. Tôi có thể cầu nguyện để người ta được lành trong danh quyền năng Chúa Giêsu. But I cannot pray for your office. Nhưng mà tôi không thể cầu nguyện cho văn phòng hay là chức vụ của anh chị em. Jesus offers it you as a privilege. Chúa Giêsu đã bày tỏ ra trước anh chị em như là một cái đặc ân. Blessed be the name of the Lord. Chúc tụng danh của Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em, chúng tôi tin rằng như mục sư Nôm đã nhắc nhở, có một cái quyết tâm để chúng ta bước vào trong cái chức vụ của kẻ tin. As Pastor Norm McLeod has just shared with us, I believe there's a responsibility that we have to step into the office of the believer. Nếu ai thấy rằng sứ điệp này nhắc nhở cho chúng ta cái lẽ thật quan trọng mà anh chị em đã nghe bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà tối hôm nay trong sự sức giàu của Chúa, Chúa cho chúng ta nghe lại một lần nữa. If there's anyone here, as you've listened to the message tonight, that you are reminded that you need to step into this office, I believe that this is what God has in store for us. Chúng ta nghe rất nhiều rồi, nhưng mà đến lúc để chúng ta hành động. We've heard of this responsibility many, many times before, but now is the time to take action. Buổi tối hôm nay, tôi kêu gọi những ai chúng ta làm một hành động trước mặt Chúa là chúng ta nghiêm túc với những gì chúng ta nghe và chúng ta thấy được cái phước hạnh cũng như là cái trọng trách của chức vụ của kẻ tin. And so tonight, as you've heard the word of God reminding us to step into the office of the believer, I believe it's time to take action, to be that person, to reach out to the community. Anh chị em, Chúa muốn chúng ta thành tâm buổi tối hôm nay như là một cái lời công bố chúng ta trước mặt Chúa rằng là Chúa con bước vào chức vụ của kẻ tin. God wants us to come before him to make the declaration, to say it before him, say, Lord, I choose to step into the office of the believer. Bắt đầu với việc chúng ta ăn năn trước mặt Chúa. First we begin with repentance before the Lord. Chúng ta được nghe lời của Chúa bảo chúng ta kẻ tin sẽ được những điều này. We heard that the word of the Lord tells us that those who believe these things will happen. Kẻ tin sẽ làm việc ta làm mà làm lớn hơn nữa. That the believer will do as I have done and do even greater. Nhưng mà cho đến giờ phút này nhiều người trong chúng ta cho cái việc đó là Chúa ngài nói cho ai đó chứ không phải tôi. But there's even to this point some of us sitting in this room think that that word in scripture is for somebody else. It's not for me. Và tối hôm nay chúng ta được nhắc nhở đó là lời của Chúa cho mỗi chúng ta là kẻ tin. But tonight we were reminded that the word of God tells us that this is for every believer.
Cái điều kiện mà Chúa Ngài nhắc đến nhiều lần trong các câu kinh thánh này là kẻ tin sẽ được, các kẻ tin sẽ làm. The thing that the Lord tells us over and over is that those who believe will do. And will do. Cho nên xin Chúa nghe cho để buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đến với Chúa với một lòng chân thành. So let us come to the Lord tonight with sincere hearts. Chúng ta xin lỗi Chúa vì chúng ta đã lãng quên chức vụ này. We can repent, apologize to God because we have forgotten the responsibility. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng nhiều người đã chết đi vào quả ngục đời đời. The responsibility of the office of the believer that we're supposed to be in, and therefore so many have died and gone to hell. Họ không thể kêu cầu danh Chúa vì họ không biết để kêu cầu. These people have not been able to call on the name of Jesus because they didn't know that they could do that. Và họ sẽ không biết cho đến chừng chúng ta những người chịu nhận sự sai phái của Chúa để chúng ta rao báo cho họ. And they will never know until we tell them, until we as believers go out and tell them that they can call on the name of Jesus and be saved. Tôi tin rằng thiên đàng mở ra ở trên bầu trời của chúng ta. I believe that the heavens have opened up above us. Cổng trời đang mở ra trên chúng ta. The heavens are opened up above us. BBC Houston, cổng trời đang mở ra trên BBC Houston, do you get it? The heavens are opened up above Chúa us. Chúa sẽ đổ xuống trên những ai nghiêm túc và nói rằng, and God is going to respond. He's going to pour out His power, His presence upon whoever chooses to quickly make the decision to step into the office of the believer. Trong sự vận hành của Đức Thánh Linh, tôi khuyến khích trong thời gian này, cùng sự đáp ứng của Hội Thánh. And by the guiding of the Holy Spirit, I believe that there must be a response from God's church. Đến đây buổi tối hôm nay, sứ điệp mà Chúa đã cho một sứ nôm chia sẻ với chúng ta trở thành một sứ điệp nữa, chúng ta bỏ vào trong túi của chúng ta vì tôi đã được nghe. Don't allow tonight's message from Pastor Norm McLeod to be another message that we tuck into our pocket and take no action. Tôi tin rằng điều mà Chúa Ngài hứa với chúng ta, Houston sẽ được Chúa Ngài Ngài thăm viếng và Ngài sẽ làm xuyên qua người Việt của chúng ta. I believe the prophetic word spoken to us that God was going to visit the city of Houston and through the Vietnamese people. Và tất cả đang chờ đợi cái sự đáp ứng của Chúa. All of it is awaiting our response. Tất cả những việc Chúa Ngài dành sẵn đang chờ đợi. All the work that God has in store is waiting for our response. Mắt của Chúa đang đi tìm. God is looking, He is searching. Và khi nào Ngài thấy được whenever một kẻ he's tin, able to see a believer, thành tâm và nói rằng con sẽ làm việc mà Chúa nói rằng con sẽ làm. I'm going to do what you want me to do. Tôi tin rằng sự sức giàu và quyền năng của Chúa sẽ đổ xuống. I believe the anointing and the power of God will come down and combine. Anh chị em, bao nhiêu linh hồn đang chờ đợi? My brothers and sisters, how many souls are waiting? Bao nhiêu gia đình cần được? How many families are in need of a touch from the Father? How many of those people are waiting for us? Hãy đáp ứng để Chúa có thể tuôn đổ ơn của Ngài và sử dụng. So that God can pour out His grace upon each and every one of you. Cá nhân tôi đã làm việc đó. I myself has done this before. Và thấy Chúa Ngài đã sử dụng tôi nhiều nơi trên thế giới. And I have seen that God has used me in many places around the world. Chức vụ của chúng tôi đã đem lại kết quả. The ministry that the Lord has given us has brought many results and fruit. Vì tôi đã quyết tâm một ngày trong cuộc đời của mình. One day had decided. Con là kẻ tin đó. That Lord, I am a believer. Và bởi vì con là kẻ tin cho nên con sẽ làm công việc Chúa làm mà làm lớn hơn. And because I'm a believer, O God, according to your word, I will do what you have done and do even greater. Và cảm ơn Chúa, tôi đã thấy kết quả một cách hết sức là diệu kỳ. And praise the Lord, I've seen amazing results, supernatural results in the Lord. Anh chị em hãy xin lỗi Chúa cho cái việc không vâng lời của chúng ta. My brothers and sisters, come to the Lord, repent, ask Him for forgiveness for not obeying this command. Cha, chúng ta đang nhìn xem tấm lòng của chúng ta trong thời gian. Father God is looking down upon each and every one of us, looking at our hearts. Nếu chúng ta xem nhẹ cái chức vụ mà Chúa giao cho chúng ta. If we look lightly upon this office of believer. Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ không màng để đổ quyền năng và phước hạnh của Ngài cho những con người nhằm ngồi chúng ta ngồi yên một chỗ. Then God is not going to take His time to pour out His power upon a people who do not want to be used by Him. Một sư nôm không có thời gian để chia sẻ với chúng ta. Pastor Norm didn't have time to share with us. Mà Chúa bày tỏ cho ông sáng hôm nay. But the Lord showed him this morning. Một thiên sứ của Chúa đã hiện ra và cho chúng ta biết rằng Chúa Ngài đang chờ đợi cái quyết định của chúng ta trong buổi tối hôm nay. That an angel came and showed, told him that God is waiting for your decision tonight. Nhưng mà Chúa Ngài sẽ không làm trừ trường hợp chúng ta quyết định. But God will not do it aside from you making the decision. Anh chị em, Houston sẽ được cứu khi chúng ta đáp ứng buổi tối. My brothers and sisters, Houston will be saved if you respond tonight. Tất cả tài nguyên của thiên đàng sẵn sàng. Every resource of heaven is prepared to be poured upon us. Xin hãy đáp ứng lại. So respond. Tối nay xin anh chị em hãy đáp ứng lại. I beg of you to respond to the Lord. Để người ta được cứu.
so that people can be saved. Cảm ơn Chúa, chị Thu. Praise the Lord. Được không? Có ai tại đây dám đọc không? Is there anybody else? Is there anybody else who wants to give their heart to the Lord? Say, Lord, here am I. Cha chúng ta trên trời đang chờ. Father God is waiting. Ngài rất muốn giải cứu thành phố của chúng ta. He really wants to save our city. Ngài rất muốn giải cứu những cuộc đời. He really wants to save lives. Mà Chúa đang hỏi là ai? But God is asking who? Ai bước vào? Who is willing to step into the office of a believer? Pastor Norm shared with me khi ông đến một nơi, that when he comes to a place, bà Chúa ngài đã làm những công việc rất là lớn lao, and God has done mighty works there. Nhưng mà lần đầu tiên khi ông kêu gọi, but the first time that he calls, không một ai đáp ứng. Nobody responded. Ông phải chạy xuống, ông năn nỉ những người lãnh đạo tại đó và ông đã khiển trách họ. And he had to run down to the leaders of that church and he had to speak to them. Hỏi rằng các bạn có biết điều gì đang chờ đợi cái sự đáp ứng của các bạn không? And he said to them, do you know what is waiting for your response? Chúa đã bày tỏ và công việc thiên sứ rất lớn đứng để sẵn sàng làm công việc lớn lao. God revealed to pastor that there is an angel prepared to do God's great work. Chúa mới bảo mục sư Nôm rằng con im miệng, con không nói một lời nào nữa. Vì chúng không nhận ta thì ta không làm được gì. But the Lord spoke to Pastor Norm and told him, silence. Don't speak, don't tell them because they refuse to respond. Và khi hàng lãnh đạo bắt đầu sắp màn trước mặt Chúa, thì con dân của Chúa cũng đã học theo và có một sự tuôn đổ ra của ăn năn và sẵn lòng để đón nhận. And when the leaders of that church put their face towards the ground and begin to repent, and the rest of the congregation followed in their steps. Và có một sự kêu cầu Chúa, một and there was a calling out to God, a desperate call unto God. Thì một cuộc phục hưng lớn lao đã xảy ra. Then a great revival took place Solomon. For the island of Solomon. Solomon. Solomon Islands. Và bao nhiêu người đã được cứu. And so many were saved. Dấu kỳ phép lạ đã đổ. Signs and wonders were taking place. Do you see, my brothers and sisters? Cái quyết định của chúng ta. Your decision. Liên quan đến những gì Đức Chúa Trời có thể làm. Affects what God can do. Bởi vì Chúa ngài có thể làm nhưng mà ngài chọn không làm. Because God can do it, but He's chosen not to. Vì ngài tôn trọng cái việc ngài đã giao cho chúng ta, loài người chúng ta cái trách nhiệm. Because He honors the responsibility that He has given to mankind. Sáng Thế Ký chương 1 câu 26. In Genesis chapter 1:26. Chúng ta hãy làm người theo hình ta và tượng ta. Let us make man in our likeness, in our image. Để họ. So that let them cai quản quả đất, to rule and reign over this earth. Chúa ngài rất nghiêm túc khi ngài phán điều đó. God was very serious when he said those words. Đó là lý do mà ngài tìm con người như chúng ta đã thấy các câu kinh thánh. And that is why the Lord has been seeking and looking for one person, as we've seen through all the Bible verses. Ngài có tất cả những gì chúng ta cần để thay đổi thành phố. God has everything that we need to change this city. Nhưng ngài không làm trực tiếp. But he won't do it directly. Thiên sứ cũng không làm. The angels won't do it for us. Ngài đi tìm những con người. God is looking for one. Một người bằng một đất nước, phải không chị em? One person is like a whole nation, right? Ngài muốn tiêu diệt nước của người Israel vì tội lỗi của họ. Wanted to destroy the Israelites because of their sin. Nhưng mà Chúa nói rằng ta đi tìm một người đứng vào chỗ sức mẻ của họ. God was saying, I'm looking for one to stand in the gap for them. Nếu Chúa tìm được một người, ngài có thể cứu một đất nước, một xứ sở. One person, he could save an entire nation. Anh chị em, nếu tất cả chúng ta tại đây bằng lòng trong vai Chúa, if all of us were willing to respond to the Lord, thì không phải chỉ thành phố Houston mà cả tiểu bang Texas, rồi nước Hoa Kỳ này, rồi nhiều nước trên thế giới này, the entire nation who will be saved. Vì giá trị của một người đứng trên đất này, the value of one standing on this earth, willing, bỏ mình ở trong tay của Chúa để put themselves in the hand of God to be used, trong sức mạnh lớn như vậy, is a great and powerful strength. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Father, please forgive us. Chúng con đã lãng because we have forgotten chức vụ mà Chúa ngài giao cho chúng con, the office that you have given us. Chúng đã giao đặc ân này cho những người khác. We've given this honor and the responsibility to another person. Bởi vì thiếu trách nhiệm này mà chúng con đã để nhiều người
đáng lý được cứu nhưng chưa được cứu. And because of this, Lord, there were so many that were supposed to be saved, but yet they have not been saved. Những cuộc đời, những gia đình tan nát vì chúng con không báo cho họ biết. That have been broken because we have not told them about you. Không giảng cho họ biết về niềm hy vọng chúng con có trong Đức. Of the hope that they can have in you, O Lord. Xin tha thứ cho chúng con. So please forgive us, Lord God. Ô lạy Chúa, đang thở than chờ ngày của các con trai của Đức Chúa Trời được lộ ra. Lord God, all of creation, all of nature is crying out, waiting for the sons of man to respond. Xin giúp đỡ đi chúng con sống trong Đức. Help us, oh God. Những đau khổ không cần thiết, vì họ sẽ được cứu và họ sẽ cứu cầu danh của Ngài. To help those who are hurting, help those, Lord God, who are suffering, that we can end their hurt, end their suffer, because that we can teach them to call on your name. Cảm ơn Chúa vì ý định của Ngài. We praise you, O God, for your will. Muốn đến trên thành phố Houston. That you want to come to the city of Houston. Để chấm dứt tội ác. To end the evilness, O God. I believe God wants to break our religious mindset. Tôi tin rằng Chúa ngài muốn bẻ gãy cái tâm trí tôn giáo của chúng ta. It's a spirit of lies. Đó là một cái linh lừa dối. And it's told the Christians you cannot do anything. Lừa dối cơ đốc nhân rằng các ngươi không làm gì được đâu. It is not your responsibility. Đó không phải là trách nhiệm của các ngươi. It is the pastors. Đó là công việc của một các mục sư. And this lie is all across the world. Và anh chị em, cái lời dối trá này khắp nơi trên thế giới. In tens of millions of Christians and millions of churches. Anh chị em, hàng chục triệu hội thánh của Chúa ở trên đây và bao nhiêu triệu các đốc nhân đã tin vào cái sự lừa dối này. This ministry is not for you. Chức vụ này không dành cho ngươi đâu. It is for the pastor. Nhưng mà cho các mục sư. It is for the office of the apostle, the prophet, the evangelist. Đó là công việc và chức vụ của các sứ đồ, các tiên tri, các người giảng tin lành, mục sư và giáo sư. You don't need to be in the office of the believer. Không cần phải bước vào trong chức vụ của kẻ tin. But whose words will you believe? Mình chị em, chúng ta tin lời của ai? The words of a lie. Lời lừa dối. Satan. Của kẻ thù chúng ta là Satan. The serpent. Là rắn năm xưa. Or the words of Jesus. Hay là lời của Chúa Giêsu. He said, "The works I do." Nó nói rằng việc mà ta làm. He that believes in me. Những kẻ tin sẽ. The works I do. Làm việc ta làm. He will do also. Họ sẽ làm việc ta làm. That's the truth. Đó là lẽ thật. And these signs shall follow them that believe. Và các dấu lạ này sẽ đi theo những kẻ tin. In my name they will cast out devils. Trong danh ta sẽ đuổi quỷ. You will lay hands on the sick and they will recover. Và họ đặt tay, kẻ tin đặt tay trên kẻ đau sẽ được lành. This is the words of Jesus. Đây là lời của chính Chúa Giêsu. And the serpent has made many Christians exchange the truth for a lie. Nhưng mà ma quỷ đã ranh mãnh và đã làm cho con cái của Chúa đã đánh đổi lẽ thật của Chúa cho những lời lừa dối của nó. For many of you standing here right now, nhiều anh chị em đang đứng tại đây. That lie is in your mind and in your heart. Anh chị em, những cái sự lừa dối nó đã ăn sâu trong tâm trí của anh chị em và tấm lòng của anh chị em. It is in your subconscious. Nó ở trong tiềm thức của chúng ta. And God wants to break that lie. Chúa muốn bẻ gãy cái sự lừa dối đó. If we confess with our mouth and believe in our heart, we shall be saved. Anh chị em, nếu chúng ta xưng ra, ăn năn trong tấm lòng chúng ta mà miệng chúng ta xưng ra, chúng ta sẽ được cứu. I believe we need to confess with our mouth and believe in our heart the truth of the words of Jesus. Tôi tin rằng chúng ta cần phải công bố bằng miệng của chúng ta và tin trong lòng của chúng ta cái chức vụ của một tín nhân. I want to lead you in a prayer. Tôi sẽ hướng dẫn anh chị em trong một lời cầu nguyện. And then Jesus, rồi Chúa Giêsu, will come and break that stronghold. Sẽ bẻ gãy cái đồng lũy đó. Take every thought captive to the obedience of Jesus Christ. Để tất cả những cái đồng lũy đó, những sự lừa dối nghịch cùng sự biết của Đức Chúa Trời đó, và bắt nó vân phục Đức Chúa Giêsu. You recognize the office of the believer is yours. Anh chị em bây giờ nhìn nhận và tiếp nhận chức vụ của một tín nhân, một kẻ tin thuộc về anh chị em. You take ownership of it. Anh chị em nhận nó cho chính mình. And personal responsibility for yourself. Và chịu trách nhiệm một cách cá nhân cho chức vụ này. It's no one else. Không phải ai khác. It's Jesus calls you. Chính Đức Chúa Giêsu đã gọi anh chị em cho việc này. Would you say this prayer? Hãy lặp lại lời cầu nguyện này. Lord Jesus Christ. Lạy Chúa Giêsu Christ. Forgive me. Xin tha thứ con.
for exchanging the truth of your words. Đã đánh đổi sự lừa dối để lời của Ngài để nhận sự lừa dối. Specifically to the office of the believer. Nhất là chức vụ của kẻ tin. Where the lie says I cannot do it. Khi kẻ thù phỉnh dối rằng con không lẽ làm được. The lie says I am not a pastor. Lời phỉnh dối là con không phải là một mục sư. An apostle or an evangelist. Một sứ đồ hay là một người truyền giáo. I am not a prophet. Không phải là một tiên tri. That may be true. Có thể điều đó. But I am a believer. Nhưng ta chính là người tin. And Jesus said. Và Chúa Giêsu nói. I will do the works he did. Con sẽ làm việc mà Chúa Giêsu đã làm. I acknowledge. Con nhìn nhận. This is my office. Đây chính là chức vụ của con. That Jesus shed his blood for me. Mà Chúa Giêsu đã đổ huyết ra vì con. Not just to save me. Không phải chỉ để cứu con. But to use me. Nhưng mà để sử dụng con. To rescue others. Để giải cứu những người khác. In the office of the believer. Ở trong chức vụ của kẻ tin. From tonight. Kể từ ngày hôm nay. I confess with my mouth. Con công bố với miệng của mình. I am called to the office of the believer. Con được gọi cho chức vụ của kẻ tin. I am anointed by the Holy Spirit. Con được sự sức dầu bởi Đức Thánh Linh. And power. Được mặc lấy quyền phép. Like Jesus. Như Chúa Giêsu. To go about doing good. Để đi khắp nơi và làm việc lành. And healing all those oppressed of the devil. Và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. Because God is with me. Bởi vì Chúa ở cùng con. I take responsibility. Con nhận trách nhiệm. Would you speak it out, please? I take responsibility. Hãy nói rằng con nhận trách nhiệm. To step into my office. Để bước vào chức vụ của con. Jesus. Chúa Giêsu ơi. I receive this gift. Con nhận sự ban cho này. I now reject. Và con khước từ. I renounce. Con từ bỏ. I rebuke. Con trách bảo nó. Every lie from the devil. Tất cả những lời phỉnh dối từ kẻ thù và ma quỷ. Every lie I've heard in the church. Tất cả những lời phỉnh dối mà con đã học được trong các nhà thờ. Every lie I've heard preached from the pulpit. Tất cả những lời phỉnh dối đã được giảng từ các tòa giảng. That I cannot do it. Đó là con không thể làm gì được. I reject the lie. Con khước từ những lời phỉnh dối đó. And I accept the truth. Và con tiếp nhận chân lý của Chúa. I'm called. Con được gọi. By Jesus. Bởi Chúa Giêsu. To the office of the believer. Và trong chức vụ của kẻ tin. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. Now would you put one hand on your heart and one hand on your head, please? Anh chị em đặt một tay on your heart, một tay ở trên đầu của mình. Because it's a mental blockage. Bởi vì cái sự ngăn chặn ở trong tâm trí. When I pray, khi tôi cầu nguyện, I pray the Holy Spirit will break. Tôi tin và xin Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ bẻ gãy. If you feel you're going to fall down, please get down on your knee. Anh chị em nếu cảm thấy là mình sắp ngã, xin quỳ xuống ngay tại chỗ của mình. Tôi không muốn anh chị em ngã mà không có người đỡ. For some, it is just a mental block. Và đối với một số người thì đây có thể chỉ là một cái sự ngăn cản, ngăn trở trong trí não của chúng ta, trong tâm trí của chúng ta. For some, it's a spirit block. Nhưng một số người khác thì có thể đây là cái sự ngăn trở từ thế giới tối tăm. Either way, just as you receive freedom through salvation. Anh chị em, dù nó như thế nào, chúng ta nhớ như chúng ta đã tiếp nhận sự cứu rỗi. You receive deliverance through Jesus. Thì một cách chúng ta cũng sẽ nhận được sự giải cứu bởi Chúa Giêsu như vậy. Repeat after me. Xin lặp lại theo tôi. I reject and rebuke. Tôi khước từ và rủa xả. Every lie of the devil. Tất cả những sự lừa dối của ma quỷ. Over my life. Trên cuộc đời của ta. My destiny. Ở trong tương lai thiên mệnh của ta. My ministry. Trong mục vụ của ta. I reject. Và khước từ. In the name of Jesus. Trong danh Đức Giêsu. And now I'm going to pray. Come out in the name of Jesus Christ. We speak to every demon. Release on the count of three. One. Hãy ra khỏi tất cả những người này. Trong danh Đức Giêsu Christ ta nói với các tà linh. Tất cả những ngăn trở. Ta đếm. Một. On the count of three, I want you to take one step forward, everybody. Tôi khi đếm 1, 2, 3, tôi muốn mọi người bước một bước tiến lên. It is a symbolic step, sticking out of the lie and stepping into the truth. Đây là cái hình bóng cho việc chúng ta bước ra ngoài, bước ra khỏi cái sự phỉnh dối và chúng ta bước vào lẽ thật, chân lý của Chúa. Stepping out of apathy and stepping into the office of the believer. Bước ra khỏi cái đời sống vô cảm mà chúng ta bước vào chức vụ của kẻ tình. Khi tôi đếm từ 1 đến 3. The delivering power of Jesus will hit you. Thì cái sự quyền năng giải cứu của Chúa Giêsu sẽ chạm đến anh chị. When you take that one step forward on the count of three. Khi anh chị em bước một bước phía lên khi tôi đếm từ 1 đến 3. 1. 2. 2.
three, step ba. Forward. Anh chị em bước một bước lên. Breaking. Breaking every band of wickedness, yokes of oppression being broken. Bẻ gãy tất cả những tension, ách của kẻ ác. The band of wickedness, the yoke of oppression be broken. Bẻ gãy cái gậy của kẻ ác, những sự áp bức ngay trong chi giờ này. See, you're in the office of the believer right now. Bây giờ anh chị em bước vào chức vụ của kẻ tin. You're laying hands on yourself. Anh chị em đang đặt tay trên. And you're going to recover. Anh chị em đã được giải cứu. You're operating in the office of the believer right now. Ngay bây giờ anh chị em đã được đặt tay vào trong chức vụ mình. Anh chị em không cần tôi đặt tay trên anh chị em. The lie says, Pastor, come and touch me. Anh chị em cái lời phỉnh dối là mục sư ơi, sẽ nhắm đến đặt tay trên tôi. Oh, sư đồ ơi, xin đến đặt tay trên tôi. I can't do this. Tôi không thể làm được điều này. But Jesus says you can do it. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng anh chị em có thể làm được. The works I do, you will do. Và lời của Chúa nói rằng những việc ta làm, các con kẻ tin thì cũng sẽ làm. We have just broken that mindset. Chúng ta cần phải bẻ gãy cái tâm trí đó. You stepped into the office. Anh chị em đang bước vào trong chức vụ của anh chị em. When you go home tonight, khi anh chị em về nhà tối hôm nay, if you stop for petrol, nếu anh chị em dừng lại để đổ xăng, or for something to eat, hay là kiếm cái gì đó để ăn, ask the Holy Spirit to give you His eyes. Hãy xin Chúa Thánh Linh Ngài mở mắt anh chị em để sử dụng mắt của Ngài. To whom He might want you to speak or minister to. Để xem ai đó mà anh chị em cần phải nói chuyện với họ hay là phục vụ họ. Don't wait for tomorrow. You're in it now. Đừng chờ cho đến ngày mai mới áp dụng. I always look for people. Và hãy để mắt của Đức Thánh Linh làm việc như tôi luôn luôn là có ánh mắt để tìm những con người. I am a Holy Ghost stalker. Tôi là một cái người đó là theo dõi người khác trong Thánh Linh. I'm always looking for broken people. Tôi luôn luôn đi tìm những con người đau khổ, đau vỡ. And you will know your heart is drawn to them. Và anh chị em sẽ biết khi lòng của anh chị em được lôi cuốn đến với những con người đó. Hallelujah. Đó là sự dẫn dắt của Chúa. Hallelujah. 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 Chúa ban phước cho anh chị em, hãy bước đi trong chức vụ mà Chúa đã gọi và đặt anh chị em. God bless you, my brothers and sisters. May you step and walk in the office of the believer. Chúa sẽ sử dụng và đại dụng anh chị em. God is going to use you. Và cùng nhau chúng ta sẽ thay đổi thế giới này, Chúa. We will transform this world. Hãy nhớ trời đang mở ra trên đầu chúng ta. Remember that the heavens are open up above us. Hãy đi trong sự nhận biết đó. So go in that knowledge and awareness. Bất cứ lúc nào thiên đàng cũng sẽ đổ tài nguyên xuống cho chúng ta. So that anytime the resources of heaven, the resources of heaven will open up. Sẵn sàng sẽ đổ xuống trên anh chị em. Khi anh chị em hành động, Chúa sẽ yểm trợ anh chị em. Khi anh chị em mở miệng ra nói, Chúa sẽ yểm trợ anh chị em. Chúa đã mở trời trên đầu của chúng ta rồi. Hãy bước đi trong ơn của Chúa. Chúa ban phước trên anh chị em. Nếu mang những người cần được giúp đỡ để trở lại trong ngày mai. Remember to bring tomorrow with you those who need healing. Để rồi chúng ta sẽ thấy một sự bùng nổ ra của công việc so của Chúa. An explosion of God's work. Bởi vì những con người được tự do, được Chúa ngài giúp đỡ. Because people will be set free because God has helped them. Anh chị em hãy được phước. So my brothers and sisters, be blessed. Tiếp tục ở trong sự hiện diện của Chúa. Stay, remain in the presence. Lái xe về trong sự an toàn. Drive home safely. Gặp lại anh chị em sáng mai. We'll see you tomorrow morning. Để chúng ta nhận thêm những điều Chúa ngài dành cho chúng ta trong cuối tuần này. Chúa ban phước cho anh chị em. May God bless you. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.